chương 126, không tính là gì. Ra ngoài, khi nào thì về nhà. Con cũng không rõ, Đinh Mộng nhiên thăm dò, ba, ba hỏi việc này làm gì thế. Cô cảm giác Đinh Khải Sơn đang rất nghiêm túc, không biết ông muốn làm gì với giang sách, trong lòng cô lại có chút bất an. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đỗ ngay trước cổng. Giang sách trả tiền xong thì bước xuống từ trên xe, đi thẳng vào phòng khách. Đinh Khải Sơn vừa nhìn thấy anh thì lao tới như hổ đói vồ mồi. Đinh Khải Sơn bị dọa hét lên, "Ba, có việc gì thì từ từ nói, ba đừng kích động." Cô tưởng rằng Đinh Khải Sơn sẽ ra tay với Giang Sách nên bị dọa tới mức nói chuyện lắp bắp, nhưng kết quả lại Đinh Khải Sơn kéo Giang Sách lại rồi ôm chầm lấy anh. Ông vừa ôm vừa rơi nước mắt. "Giang Sách, con rể tốt của ba. Ba sai rồi, ba không nên không tin con, ba không nên mắng con." ba là tên khốn nạn. Đinh Mộng nhiên vốn còn đang định khuyên Đinh Khải Sơn không nên kích động sau khi thấy cảnh này thì ngơ người ra, chố mắt nhìn bọn họ. Tô cầm cầm khăn lông đi tới cũng đầy vẻ hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang sách lúng túng hắng một tiếng, ba, được rồi, ba đừng kích động như vậy. Đinh Khải Sơn buông tay ra, mặt đầy nước mắt nước mũi mà nói, hôm nay định Khải Sơn. Ba mới hiểu cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Đinh Tử Ngọc, đường mạt, ông cụ, các người đều là một lũ xuất sinh. Thấy ba gặp xui xẻo không những không giúp đỡ mà còn hận không thể dẫm thêm hai cước. Họ hàng chó má gì chứ, đều là lũ rác rưởi. Giang sách, con rể tốt của ba. Trước kia ba đối xử với con tệ như vậy, ngày nào cũng khinh thường, mắng mỏ con, không coi con như một con người. Không ngờ tới lúc ba gặp khó khăn nhất, con lại có thể mặc kệ hiềm khích mà cứu ba. Ba thật sự không biết nói gì cho phải ông ta tự tát mình một bạt tai, bây giờ ba cảm thấy mình cũng là tên khốn, cả ngày đối xử tốt với đám người dối trá kia nhưng lại độc miệng với người quan tâm mình nhất. Đinh Khải Sơn ba thật sự không phải con người. Những lời của ông khiến Đinh Mộng Nghiên và Tô Cầm cảm động không thôi. Giang sách cầm tay Đinh Khải Sơn, ba, ba đừng nói như vậy. Ba là bậc cha chú, là ba của con, ba cứ nói như vậy khiến con tổn thọ mất. Được được, con không cho thì ba không nói nữa chưa bao giờ Đinh Khải Sơn lại tôn trọng giang sách như vậy. Tô cầm tranh thủ đỡ Đinh Khải Sơn sang phòng tắm, ôi ông nhìn ông đi, cả người vừa rơi vừa thúi. Mau đi tắm đi. Đinh Mộng Nhiên cũng đi tới mà hỏi, giang sách, vừa nãy anh làm gì vậy? Anh cho ba em uống thuốc mê gì rồi? Giang sách cười cười, không có gì, anh chỉ tìm được chứng cứ phạm tội của mạnh kiến thụ và đưa chúng cho cảnh sát thôi. Sau đó cảnh sát điều tra mọi chuyện, biết được 3.000 vạn là do mạnh kiến thụ đánh cắp, ba hoàn toàn vô tội thật sao đương nhiên đinh mộng nhiên thở phào nhẹ nhóm khó trách sao ba lại kích động như vậy giang sách anh đã cứu ba em một mạng đấy giang sách nhún vai không tính là gì một đêm trôi qua sau cơn mưa trời lại sáng giang sách vẫn rời giường từ sáng sớm như mọi khi sau khi rửa mặt xong thì chuẩn bị ra chợ mua thức ăn nhưng không ngờ hôm nay đinh khải sơn lại dậy sớm hơn cả giang sách sách hà đi thôi hôm nay bà đi mua thức ăn với con. Hả? Trong lúc giang sách hoang mang, Đinh Khải Sơn vui vẻ đưa anh đi ra chợ. Trong lúc mua thức ăn, Đinh Khải Sơn gặp ai cũng khen giang sách tốt. Bà Vương, bà nhìn xem, đây là con rể giang sách của tôi, dáng vẻ tuấn tú lịch sự chứ nhỉ? Di Lý, con rể tôi vừa giải ngũ về, thân thể được chứ nhỉ? Mở triệu, tôi không gạt bà trừ, con rể tôi vô cùng lương thiện, Suốt ngày chỉ biết hiếu thuận với hai ông bà chúng tôi. Bác Lưu, bác nhìn con rể tôi này, hiền lành tốt bụng, đường đường chính chính nhỉ. Đi suốt đường gặp ai cũng khen, gặp ai cũng kể. Bán cá, bán thịt, bán hoa quả, bán rau. Sau khi đi dạo một vòng khu chợ, không ai không biết Đinh Khải Sơn có một đứa con rể tốt. Giang Sách cúi đầu suốt cả đường đi, xấu hổ chịu không nổi. Anh hận không thể lập tức về nhà. Sợ Đinh Khải Sơn lại gặp người quen mà trò chuyện tiếp Lúc anh anh Dũng giết địch ở Tây Cảnh Cũng chưa từng sợ hãi như thế Ôi, đây chẳng phải là chú Trương sao Chúng ta Giang sách nhanh chóng kéo ông lại Ai ai, ba, được rồi, được rồi Con cảm thấy thức ăn hôm nay mua đủ rồi Ăn không hết đầu Chúng ta về nhà thôi Ừm, được rồi, chúng ta về nhà Trương 127, ăn cơm chứ làm gì Vừa về tới nhà Họ lập tức nhìn thấy Đinh Mộng Nhiên còn đang ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Làm cơm xong chưa, đói quá, Đinh Mộng Nhiên xoa xoa mắt. Đinh Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, đói gì mà đói. Thân là phụ nữ không biết sáng sớm dậy nấu cơm cho chồng sao. Con xem thử mấy giờ rồi, 11 giờ tới nơi rồi, chẳng ra gì. Cả, Đinh Mộng Nhiên nghe mà thấy hoang mang. Bình thường Đinh Khải Sơn hận không thể bảo cô ngủ thêm một tí, việc nhà gì cũng bảo giang sách làm sao bây giờ lại chuyển biến nhiều như thế? Dưới yêu cầu lặp đi lặp lại của Đinh Khải Sơn, Đinh Mộng Nhiên hiếm khi đi nấu cơm trưa. Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, Đinh Khải Sơn cũng lần đầu chủ động, mời, giang sách ngồi lên bàn ăn, một nhà bốn miệng chuẩn bị ăn cơm trong mỹ mãn. Tô Cầm và Đinh Mộng Nhiên vừa định dơ đũa lên gắp thức ăn thì Đinh Khải Sơn bỗng vỗ bàn một cái. Làm gì vậy? Tô Cầm và Đinh Mộng Nhiên liếc nhìn nhau trong hoang mang ăn cơm chứ làm gì ăn cơm không biết trong nhà đàn ông là lớn nhất sao sách là trụ cột của nhà còn chưa động đúa mẹ con hai người chăm chỉ vậy nhỉ có hiểu quy tắc không học tam tòng tứ đức của phụ nữ chưa mẹ con hai người bị nói tới mức choáng váng sơ đưa mà không dám động giang sách lúng túng gãi đầu một cái chuyện này ba ở nhà cũng không cần quy tắc gì cả ăn cơm như bình thường là được rồi Ninh Khải Sơn gật gật đầu, con rể ba thật sự rộng lượng, khéo hiểu lòng người. Nghe thấy chưa, hai người có thể động đũa rồi. Ninh Mộng Nhiên cười khổ, âm thầm liếc giang sách rồi nói, xem ra lần này anh đã hoàn toàn thu phục ba em. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Mạnh chỉ định ngồi trước máy vi tính đang chăm chú chỉnh sửa một tấm ảnh. Đây là tấm hình một cô gái khỏa thân gợi cảm đang ngồi trong lòng đàn ông, bị người khác vuốt ve, hôn hít. Ở một giao diện khác chính là tấm hình đinh Mộng Nghiên đang mỉm cười. Mạnh Chỉ Định cắt đầu của đinh Mộng Nghiên ra, dán vào tấm hình cô gái khỏa thân, sau đó cắt ghép và làm mịn lại, tiến hành công việc đổi đầu cho tấm hình. Sau 4 năm tiếng thao tác liên tục, anh ta đã đại công cáo thành, tấm hình không hề có chút dấu vết đã qua chỉnh sửa. Thân là nghệ thuật gia, Mạnh Chỉ Định cũng tương đối am hiểu phương diện này. Anh ta dựa lưng vào ghế, đưa tay lau mồ hôi anh ta tương đối hài lòng với tác phẩm của mình sau đó mở út ra bắt đầu sáng tác một câu chuyện bối cảnh của tấm hình này một ngày sau mạnh chỉ định in toàn bộ tấm hình đã được chỉnh sửa và câu chuyện bối cảnh ra nhét chúng vào một túi phong bì sau đó anh ta đi đến một công ty truyền thông mạng mang tên trùng minh hỗ động giao phong bì cho một biên tập viên rồi dặn dò bọn họ phải xem xét thật kỹ càng sau khi rời đi mạnh chỉ định thầm vui mừng trong lòng Ninh mộng nhiên đồ để tiện nhà cô. Cô dám từ chối tôi, lại còn tống ba tôi vào ngục. Hôm nay tôi muốn cô phải thân bại danh liệt, từ đây không còn mặt mũi gặp người khác. Lúc này Đinh Mộng Nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lái xe hơi đưa giang sách đi ăn cơm chưa tại một nhà hàng kiểu Tây. Hai ngày nay, bọn họ đều không dám quay về nhà ăn cơm. Bởi vì ngày nào Đinh Khải Sơn cũng đều vô cùng ân cần với giang sách, lại đặt ra vô số loại khuôn sáo cho Đinh Mộng Nhiên, bắt cô phải tuân theo tam tòng tứ đức của phụ nữ thời cổ đại bất kể thuyết phục thế nào cũng vô dụng đinh khải sơn đã hoàn toàn bị giang sách thu phục cho nên bây giờ đinh mộng nghiên cũng hơi sợ ba mình cơm trưa cũng không dám ăn ở nhà mà phải lái xe ra ngoài ăn sau khi dừng xe hai người tiến vào phòng ăn hai người ngồi đối diện nhau tùy tiện gọi một chút đồ ăn và nước uống rồi ngồi trong sự buồn bực ngắn ngẩm đinh mộng nghiên hỏi giang sách rốt cuộc công việc gần đây anh tìm được là gì vậy? Em còn không biết nữa. mươi 128, người bình thường sao có thể chịu nổi? Cô nói tiếp, tốt xấu gì cũng là một công việc ổn định, mỗi tháng 8.000 cũng không ít. Anh nuôi sống bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì. Hai người tùy ý tán gẫu thì bỗng cảm giác người xung quanh đang chỉ trỏ đinh mộng nghiên, giống như đang nhìn thứ gì vậy. Còn có người lấy điện thoại ra so sánh với đinh mộng nghiên họ vừa so sánh vừa cười cợt. Đinh Mộng Nghiên nhíu nhíu mày, nhìn cả người mình một chút rồi hỏi Giang Sách, trên người em có gì kỳ lạ sao? Hay là trên mặt em dính thứ gì? Không có. Vậy sao bọn họ nhìn em một cách kỳ lạ như thế? Còn đang nghi ngờ thì họ lại nghe thấy tiếng tách tách, có vài nam sinh vừa chụp hình Đinh Mộng Nghiên. Chúng chụp xong còn rất đắc ý, cười sặc sụa không ngừng. Chụp hình vợ người khác trước mặt chồng người ta cũng không phải là hành động sáng suốt lam giang sách nhíu mày đứng dậy đi tới trước mặt một tên trong đó rồi vươn tay ra đưa điện thoại cho tôi tên đó cười ha hả dựa vào cái gì chứ vừa nãy cậu chưa xin phép mà đã chụp hình vợ tôi tôi muốn xóa hình vợ anh tên đó cười ha ha cái đồ lục vương bát ý chỉ bị cắm sừng nhà anh trên đầu mọc cả đại thảo nguyên hô luân bối nhĩ mà còn không biết một người khác cười trêu nói anh có thời gian nói nhảm với chúng tôi thì chi bằng đi quản vợ anh cho tốt coi chừng cô ta lén lút làm chuyện gì đó sau lưng anh. Ai, dáng vẻ xinh đẹp vậy mà lại là một dâm phụ. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Có gì mà đáng tiếc chứ? Không phải vậy thì tốt hơn sao? Nếu không phải vậy thì sao chúng ta có thể thưởng thức dáng người Mỹ Diệu này chứ? Không chỉ có thể thưởng thức, nói không chừng còn. Mấy tên đó nhìn giang sách rồi cười hèn mọn, anh à, anh cho một cái giá đi. Cần bao nhiêu tiền mới có thể trèo lên người? không chờ tên đó dứt lời, lửa giận của Giang Sách đã hoàn toàn bùng nổ. Thứ anh không nhịn được nhất là nghe người khác xúc phạm vợ anh. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tên vừa mỏi miệng, hỏi giá, đã bị đấm một quyền tới mức dính chặt lên tường, cả khuôn mặt bẹp dí, răng trong miệng cũng lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Không chết cũng tàn phế. Mấy người bên cạnh sự choáng váng. Có người kịp phản ứng lập tức co giờ bỏ chạy. Giang sách quăng một cái ghế sang, đập tên đó té lăn vài vòng dưới mặt đất, gáy bị đập thành hoa, máu tươi chảy đầy đất. Ở nơi đông người mà anh dám động thủ. Bốp bốp bốp, ba bà tại dáng lên mặt hắn, cả người lập tức ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép rồi bất tỉnh nhân sự. Những tên đàn ông chụp lén, nói năng lỗ mãng đều bị giang sách đánh ngã dạp dưới đất. Anh ra tay vô cùng ngoan độc, chỉ sợ tàn phế cả đời. Giang sách nước nhìn xung quanh, còn ai chụp hình nữa, muốn tự xóa hay tôi giúp các người xóa đám người đều bị dọa sợ ai ai cũng nhanh chóng xóa ảnh chụp có mấy người phụ nữ bị dọa tới mức vừa xóa vừa khóc đây là lần đầu giang sách để lộ vẻ mặt tu la chiến thần của anh trước mặt đinh mộng nghiên khi anh thể hiện khí thế cũng là giây phút tử vong của kẻ địch người bình thường sao có thể chịu nổi cuối cùng giang sách đi tới trước mặt tên mở đầu câu chuyện hắn ta bị dọa tới mức nghẹn ngào nói tôi đã xóa hình rồi anh đừng đánh tôi xin anh đấy Giang sách sách cổ áo hắn ta lên, lạnh lùng hỏi, vì sao lại chụp lén hình vợ tôi? Vì sao lại nói những lời bẩn thỉu kia? Tên đàn ông nuốt nước bọt, anh hai, anh thật sự không biết sao. Giang sách nước hắn ta một cái, dọa hắn ta vội vàng mở điện thoại ra, tìm kiếm một tin tức được thu hút rất nhiều lượt truy cập và bình luận. Hắn ta đưa điện thoại cho Giang sách xem. Anh hai, anh xem đi. Giang sách cầm điện thoại nhìn, gương mặt lập tức biến sắc từ lúc trở về đến nay anh chưa từng tức giận như thế này bao giờ đinh mộng nhiên hiếu kỳ đi tới hỏi sao vậy cô đưa tay muốn lấy điện thoại giang sách vốn định không cho cô xem nhưng dưới sự kiên trì của đinh mộng nhiên anh bất đắc dĩ phải đưa cho cô đinh mộng nhiên cầm điện thoại nhìn thấy tin tức kia trong nháy mắt gương mặt cô lập tức tái xanh theo báo chí đưa tin đinh mộng nhiên một tiểu thư nhà giàu của một công ty nổi tiếng đã lén lút vụng trộm sau lưng chồng còn chụp hình lại trong tấm ảnh, một người phụ nữ khỏa thân bị một người đàn ông khác ôm hôn, tay anh ta đang mân mê bộ phận vô cùng nhạy cảm. Đinh Mộng Nhiên nhìn kỹ, người phụ nữ trong tấm ảnh chẳng phải là cô sao. chương 129, uy hiếp một các trần trụi. Đinh Mộng Nhiên vừa thẹn vừa xấu hổ, cô có thể thể cô tuyệt đối chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với giang sách. Nhưng những tấm hình này đâu ra? Cô ớt ức phát khóc, run rẩy cả người khi cầm điện thoại. Giang sách cởi áo ngoài khoác lên người cô, dịu dàng nói, em đừng lo, anh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này giúp em. Bây giờ đã ở Mỹ tới mức ai cũng biết, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Mộng nghiên, tin tưởng anh. Đinh mộng nghiên cắn môi nhìn Giang sách, không nhịn được mà khóc hòa lên trong lòng. Anh! Giang sách vừa an ủi cô, vừa kéo xuống cuối bài báo, tập trung vào nhà xuất bản và tác giả, biên tập viên Hải Tùng Thịnh, trùng minh hỗ động. Nửa tiếng sau. Giang sách lái xe hơi đưa Đinh Mộng Nhiên đến tòa cao ốc của công ty Trung Minh Hỗ Động. Đây là một cao ốc văn phòng tiêu chuẩn, mỗi tầng đều có 3-4 công ty. Trung Minh Hỗ Động nằm ở tầng 14 phòng B301. Họ bước vào thang máy đi lên tầng 14, tìm đến phòng B301. Trung Minh Hỗ Động chính là ở đây. Giang sách bấm chuông cửa. Len keng. Cửa mở ra, hai người bước vào thì lễ tân đi đến hỏi, xin hỏi hai người tìm ai. Tôi tìm biên tập viên Hải Tùng Thịnh. Mời hai người sang phòng tiếp khách chờ một lát. Không bao lâu sau, Hải Tùng Thịnh bước vào phòng khách. Đây là một người đàn ông khoảng ngoài 30, có thân thể cường tráng, đeo mắt kính nam sinh. Hải Tùng Thịnh nhìn bọn họ một cái, anh ta không nhận ra nên lễ phép hỏi một tiếng, xin hỏi hai người là. Giang Sách không nói nhiều lời, trực tiếp bật điện thoại lên, mở tin tức kia ra rồi đẩy nó đến trước mặt Hải Tùng Thịnh anh đi thẳng vào vấn đề tin tức này là do anh soạn và đăng sao nghe thấy vậy hải tùng thịnh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra đặc biệt là khi thấy đinh mộng nhiên ngồi bên cạnh hải tùng thịnh càng hiểu rõ bọn họ tới đây để làm gì anh ta cười một cách gian xảo bắt chéo chân rồi bình tĩnh nói không sai đây là tin tức do tôi biên soạn cũng như đăng tải có vấn đề gì sao giang sách lạnh lùng nói tin tức của anh căn bản không phải sự thật tôi muốn anh xóa bài đồng thời công khai xin lỗi. Xóa bài. Xin lỗi. Ha ha ha, anh đang tấu hải à. Hải Tùng Thịnh đốt điếu thuốc, vừa hát vừa nói, tin này đã đăng lên, đại chúng đều đã xem hết. Anh nghĩ xóa bài xong thì sẽ không sao à, mọi người sẽ quên hết sao, không thể nào. Còn nữa, tôi nhận được tin tức này thông qua một con đường đặc biệt, không phải tin đồn, đặc biệt còn có ảnh chụp làm chứng. Anh nói tôi bịa chuyện không có thực, có chứng cứ không giang sách nói anh là một biên tập viên tin chắc anh vô cùng hiểu rõ những chuyện này tấm hình này có phải chỉnh sửa không chẳng lẽ anh không nhận ra hải tùng thịnh híp mắt lại quả thật anh ta đã lăn lộn nhiều năm như thế tấm hình này vừa liếc đã biết là chỉnh sửa mặc dù trình độ chỉnh sửa rất cao không để lộ dấu vết gì nhưng đó chỉ có thể dùng để qua mắt người ngoài nghề đối với người trong nghề như hải tùng thịnh thì chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tính xác thực nhưng vậy thì sao? Cho dù biết rõ là hình giả, biết rõ mọi chuyện là bịa ra nhưng chỉ cần có thể thu hút sự chú ý và lan truyền rộng rãi thì anh ta vẫn vui vẻ đăng tin. Ở cái thời đại lưu lượng là vua này thì lương tâm tính là gì? Hải Tùng Thịnh nói tiếp, hai vị, tôi không muốn nói nhảm với hai người. Bây giờ tôi nói rõ ràng cho hai người biết, tôi sẽ không xóa tin tức này, càng sẽ không xin lỗi. Nếu hai người vẫn còn làm ở Mỹ ở chỗ này, đừng trách tôi không nhắc nhở, tôi sẽ tiếp tục đăng thêm tin tức về hai người, khiến các người càng bội càng đen. Chúng tôi làm tin tức, cản bút còn lợi hại hơn sủng pháo. Đắc tội chúng tôi, các người không có quả ngọt để ăn. Uy hiếp một các trần trụi. Đinh Mộng Nhiên lo lắng, cáo giận nói, rõ ràng tin tức này là giả, ảnh chụp cũng là chỉnh sửa. Anh biết rõ mọi chuyện rồi thì vì sao còn muốn đăng bài. Chẳng phải anh đang cố tình lừa người khác sao, lương tâm của anh đâu rồi. Hải Tùng Thịnh lấy tay phủi bụi rồi thở một hơi. Lương Tâm, xin hỏi, Lương Tâm đáng mấy đồng tiền? Lương Tâm có thể đổi lấy lưu lượng sao? chương 130, cô cũng không điều tra sao? Đinh Mộng Nhiên bỏ tay rồi, đám người này vì lưu lượng, vì tiền mà không còn danh giới cuối cùng. Hải Tùng Thịnh lại hút thêm một điếu thuốc, đủ rồi, nhìn dáng vẻ ngoài nghề này của hai người khiến tôi chịu không nổi. Chẳng phải hai người muốn xóa tin tức, muốn xin lỗi, muốn dùng cái này để cứu vớt danh dự sao? Không phải là không thể một giá duy nhất, 500 van. Xét đến cùng vẫn là một chữ tiền. Anh ta nói tiếp, chúng tôi đăng tin, muốn có lưu lượng cũng chỉ vì tiền. Chỉ cần hai người có thể đưa 500 vạn, chúng tôi đồng ý xóa bài, công khai xin lỗi giúp cố cứu vãn danh dự. Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể giải quyết tốt. Hải Tùng thịnh cười như không cười nhìn Đinh Mộng Nhiên, cô Đinh, Cô là thiên kim đại tiểu thư của gia tộc nhà họ Đinh, 500 vạn cũng không nhiều chứ nhỉ. Cô có nhan sắc xinh đẹp như vậy, chắc không hy vọng vừa ra khỏi cửa đã bị người khác chỉ chỉ trò trò đầu nhỉ. Tôi đã chỉ rõ đường cho, có đi hay không thì là do lựa chọn của bản thân hai người. Đinh mộng nghiên tức giận nghiến răng ken két. Bản thân bị người khác bêu xấu, chẳng những không nhận được lời xin lỗi mà còn muốn mình dùng tiền để cứu vất danh dự. Chuyện này là sao? Đây chẳng phải là dọa dẫm sao? cô thở phì phò rồi nói anh làm vậy không sợ pháp luật trừng phạt sao pháp luật trừng phạt hải tùng thịnh cười cô có thể báo cảnh sát chỗ này của tôi có ảnh chụp làm chứng tôi không sợ cùng lắm thì tôi xóa hết tin tức nhưng sau đó tôi có thể sắp xếp càng nhiều biên tập viên viết càng nhiều tin tức hơn dù sao cũng là chuyện đồng bút mà thôi chúng tôi tung tin đồn nhảm chỉ cần há miệng còn các người muốn bác bỏ tin đồn thì phải chạy tới mức gãy chân chúng tôi tùy tiện viết dễ dàng, còn các người có cả ngày để chạy báo cảnh sát không? Còn nữa, cho dù làm sáng tỏ mọi chuyện, cộng đồng có tin các người không là một chuyện khác. Tôi khuyên cố, đừng nghĩ quẩn mà đấu với người cầm bút chúng tôi. Cô không thắng nổi đâu. Mỗi cầu mỗi chữ của Hải Tùng Thịnh nghe thì như cuồng vọng, nhưng thật ra đều vô cùng chính xác. Bởi vì anh ta có thể kiểm soát được quyền tự do ngôn luận, cho nên mới không kiêng rẻ gì mà đòi tiền đinh mộng nghiên. Thời đại này, ba người gặp lại thành một con hổ. Có một số việc cho dù cô không làm, truyền qua miệng của nhiều người thì giả cũng thành thật. Đến lúc lan rộng khắp nơi, cho dù muốn cứu vãn danh dự thì cũng không thể chẳng bằng dùng tiền giải quyết tai họa ngay lúc này. Ninh Mộng Nhiên do dự. So với danh dự, quả thật tiền là thứ yếu. Nhưng cô không nuốt nổi giọng điệu này. Ninh Mộng Nhiên cắn răng nói, tôi không tin không có ai trị nổi anh. Tôi muốn gặp ông chủ các anh hải tùng thịnh tiện tay chỉ cho văn phòng cách đó không xa đó đó chính là văn phòng của ông chủ chúng tôi cô đi gặp đi không sợ nói cho cô biết cô gặp cũng như không gặp hừ đinh mộng nhiên đứng dậy cầm điện thoại di động đẩy cửa phòng khách đi vài bước về phía căn phòng làm việc kia cô quát vào bên trong cô chính bà chủ công ty sao ra đây thử nói xem cô quản lý nhân viên cấp dưới của mình thế nào vậy giờ phút này bà chủ công ty Vương Nhã Mỹ đang ngồi kẻ lông mày trên ghế làm việc. Cô ta bị tiếng hét của Đinh Mộng Nhiên làm cho giật mình, tay run một cái, chỉ kẻ quẹt một đường dài khiến lông mày bị lệch. Cô ta hầm hừ buông chỉ kẻ lông mày và gương xuống, chừng mắt nhìn Đinh Mộng Nhiên. Cô là ai? Ai cho phép cô tiến vào phòng làm việc của tôi? Ra ngoài. Đinh Mộng Nhiên cười lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng vào trong và vỗ bàn chất vấn. Hải Tùng Thịnh, biên tập viên của công ty cô, ác ý bịa đặt tin tức, sử dụng ảnh qua chỉnh sửa để sỉ nhục người khác, gây ra nhiều ảnh hưởng trái chiều. Cô cứ mặc kệ như vậy sao? Lúc này, Giang Sách và Hải Tùng Thịnh cũng đi vào văn phòng. Vương Nhã Mỹ thuận miệng hỏi Tùng Thịnh: Lời của phu nhân này đều là sự thật sao? Hải Tùng Thịnh liên tục lắc đầu, không có chuyện đó. Bà chủ, chẳng lẽ cô còn không hiểu rõ tôi sao? Trước nay tôi chưa từng nói lời bịa đặt, luôn làm việc theo nguyên tắc công bằng, công chính và công tâm. Tin tức tối đăng tải đều có cơ sở xác đáng. Chương 131, vậy tôi có thể đăng thông tin được không? Vương Nhã Mỹ cười ha ha nói, tôi dùng người không nghi, nghi người không dùng. Tôi đã sử dụng anh ta thì đương nhiên phải tin tưởng. Vị phu nhân đây, bây giờ thay vì cô hung hăng cản quấy ở chỗ tôi, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ xem có phải bản thân có vấn đề gì hay không nên mới bị biên tập viên của chúng tôi đưa tin. Có một câu nói rất hay, cây ngay không sợ chết đứng, cô cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, mặc kệ chúng tôi đưa tin thế nào thì cô cũng không cần sợ chứ nhỉ. Cô sợ hãi như vậy khác nào bởi vì bản thân cô làm người không đủ đoan chính. Đây là đạo lý gì vậy? Đinh Mộng Nhiên cũng bó tay rồi, cô sống đến chừng này lần đầu mới gặp loại người vô lý đến vậy. Có một bà chủ như thế, người phía dưới sao có thể không làm sằng làm bậy. Lúc này, giang sách từ từ bước đến rồi nhẹ nhàng hỏi tôi hỏi các người một lần cuối cùng thật sự không xóa tin tức không xóa không có ý định xin lỗi ha ha nằm mơ đi giang sách gật gật đầu được nếu như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo hải tùng thịnh vui vẻ cười thế nào anh muốn động thủ hay sao anh thử manh động một chút xem tôi cam đoan tin tức tiêu cực về các người sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố giang nam giang sách cười cười ừm nếu anh đã muốn bút đấu vậy thì tôi sẽ đấu với anh anh nắm tay đinh mộng nhiên đi ra ngoài lúc đến công thì quay đầu lại nói tôi sẽ nghỉ ngơi ở quán cà phê đối diện công ty các người nếu như các người muốn xin lỗi thì cứ đến tìm tôi nhớ kỹ tôi chỉ đợi một tiếng nói xong anh và đinh mộng nhiên chậm rãi rời đi hải tùng thịnh và vương nhã mỹ đã cười tới sốc hồng xin lỗi nói đùa gì vậy đầu tên này bị lỗi rồi sao thế mà còn muốn chúng ta chủ động xin lỗi trong vòng một tiếng nghĩ cái rắm gì vậy đừng nói nữa cười chết tôi rồi đúng là hai kẻ hiếm thấy một bên khác giang sách và đinh mộng nhiên đi vào quán cà phê đối diện công ty tìm một bàn trống rồi ngồi xuống hai người gọi hai chén cà phê đinh mộng nhiên vừa uống vừa bực bội cúi đầu không nói gì cả giang sách cười cầm tay cô mà nói đừng tức giận anh cá cược với em, trong vòng một tiếng, Hải Tùng Thịnh và Vương Nhã Mỹ nhất định sẽ đến đây giải thích với em. Em có tin không? Đinh Mộng Nhiên lườm anh một cái, anh cứ gạt em đi. Bọn họ mà xin lỗi, đâu phải anh không nghe thấy, bọn họ mở miệng là đòi 500 vạn, mà đám người này lại không có chút tố chất, không có giới hạn cuối cùng. Đánh không được, chửi không xong, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Thật sự chẳng có cách nào đối phó bọn họ. Giang sách cười cười và nói, vậy em có muốn đánh cược với anh không? Đinh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, có gì mà không dám? Anh muốn đánh cược cái gì? Giang sách nhìn chằm chằm Đinh Mộng Nhiên một hồi, cười xấu xa rồi nói, chúng ta là vợ chồng nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa làm chuyện đó. Nếu như lần này anh thắng, em. Trong chớp mắt, Đinh Mộng Nhiên đã đỏ mặt tới tận cổ. Giang sách hằng giọng một cái, thế nào, có chịu không? Đinh Mộng Nhiên chua mỏ một cái, em không thèm đánh cược với tên sói háo sắc nhà anh, không biết xấu hổ. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Đinh Mộng Nhiên lại thầm trộm mừng, thậm chí còn có chút hy vọng mình sẽ thua. Không chỉ vui vì Hải Tùng thịnh xin lỗi mà càng vì mình có thể hiến thân cho Giang Sách. Giang Sách xúc động như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, hiếm khi anh mới chủ động nói ra. Nhưng dù sao tới bây giờ cô vẫn là xử nữ nhắc tới chuyện này thì lập tức ngượng tới mức chẳng biết làm sao. Dù có lòng nhưng cũng không biết nên mở miệng thể nào. Em ngồi đó một lát, anh đi làm chút chuyện rồi quay lại ngay. Giang sách rời khỏi bàn. Anh đi ra khỏi quán cà phê, bấm gọi cho Trình Đan Đình. Này, Đan Đình, hôm qua cô nói với tôi rằng tất cả kênh thương mại của thành phố Giang Nam đã được mở sao? Không sai. Vậy tôi có thể đăng thông tin được không? có thể thì có thể nhưng trước mắt khu vui chơi giải trí của chúng ta còn chưa xây xong chứ đừng nói chi nội dung. Chúng ta chưa có gì thì định đẳng gì đây. Giang sách nói, để tối thứ đăng một vài tin tức nhỏ xem kênh này có thể dùng được không. Không vấn đề gì, anh muốn đăng tin gì. Cô chờ một chút, tôi sẽ gửi tin tức qua email cho cô. Sau khi cúp máy, Giang sách gửi mấy tin tức anh vừa biên soạn đến địa chỉ email của Trình Đan Đình, đính kèm thêm mấy tấm hình chụp lén của Hải Tùng Thịnh và Vương Nhã Mỹ. Sau đó, anh lại bấm máy gọi Mộc Dương nhất. "Lão đại, anh có dặn dò gì sao?" "Giúp anh gọi cho bộ phận kiểm duyệt nội dung, bảo họ chặn tất cả kênh truyền thông của công ty tên Trùng Minh Hỗ Động, khiến bọn họ không thể đăng bất kỳ tin tức nào." "Chuyện nhỏ, cho em vài phút. Đi làm đi." Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Giang Sách đứng ngay cổng nhìn về phía tòa cao ốc văn phòng đối diện mắt anh dán lên công ty trung minh hỗ động ở tầng 14. chương 132, đây là do tên khốn nào viết. Chỉ trong chốc lát, bọn họ sẽ biết cái gọi là mưa bom bão đạn. Cho dù không động thủ, giang sách cũng có cách giết chết bọn họ. Anh quay về quản, ngồi xuống đối diện Đinh Mộng Nhiên rồi cúi đầu uống một ngụm cà phê. Đắng quá, thêm viên đường thì sẽ không đắng nữa. Đinh Mộng Nhiên thả một viên đường vào cà phê của Giang Sách. Đồng thời hỏi, mọi chuyện xong rồi sao? Xong rồi. Giang sách lại uống thêm một gấp, Ừm, bây giờ ngọt rồi. Anh liên tục uống hết một ly, sau đó mở điện thoại ra và bắt đầu xem tin tức. Sau khi lướt cỡ 10 bài, anh đã thấy được nội dung anh muốn xem. Trên mặt anh lộ ra nụ cười chiến thắng. Mộng nhiên, tin tức này khá thú vị, em xem thử xem. Không xem, không có tâm trạng. Xem chút đi xem xong anh cam đoan tâm trạng của em sẽ tốt lên. Đinh Mộng Nghiên đưa tay nhận lấy điện thoại, không hứng thú mà nhìn thoáng qua. Chỉ, trong chốc lát, tinh thần cô lập tức trở nên phấn chấn. Tiêu đề tin tức, ở một công ty truyền thông mới nổi, bà chủ dùng quy tắc ngầm với nam nhân viên cấp dưới bị bắt tại trận. Nhân vật chính là Vương Nhã Mỹ và Hải Tùng Thịnh. Đinh Mộng Nghiên trợn tròn mắt nhìn chầm chầm một hồi lâu, còn phóng to hình ra để nhìn, xác định bản thân không phải đang hoa mắt chuyện này, chuyện này. Cô nhìn Giang sách rồi lại nhìn điện thoại, kinh ngạc không nói thành lời. Giang sách cười xấu xa rồi lại nói tiếp, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, để cho bọn họ nếm mùi bị bôi đen một lần. Đinh Mộng Nghiên hỏi, làm sao anh làm được? Anh có quen vài người bạn ở khoa học kỹ thuật tầm mộc, bọn họ có một ít tài nguyên kênh truyền thông nên anh nhờ người ta giúp một chút thôi. Ô, như vậy có phải? Không tốt lắm không? Giang sách cười cười, vậy em muốn anh xóa bài. Đinh Mộng Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, hư, không muốn. Lúc này, trong văn phòng của bà chủ trùng minh hỗ động, Hải Tùng Thịnh nói chuyện với bà chủ xong thì đẩy cửa đi ra ngoài. Anh ta vừa bước ra thì đã bị một đống người chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí bọn họ còn đang cười trộm. Bản năng nhạy bén của nghề nghiệp khiển Hải Tùng Thịnh lập tức cảm giác đã có chuyện xảy ra, anh ta túm một người lại rồi hỏi cậu cười cái gì? Anh Thịnh, anh biết tôi cười cái gì mà, tôi biết cái rắm. Ai nha anh Thịnh, anh cũng đừng giả vờ nữa, bây giờ người trong khắp thiên hạ đều biết chuyện của anh và bà chủ rồi. Tôi nói cho anh nghe, đúng là bất chính, hai người sớm đã. Cùng chỗ, lần trước tôi nhờ anh xin bà chủ chi phí ra công thể mà anh lại dám nói không thân với bà chủ. Chật chật chật, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hải Tùng thịnh túm lấy cô áo đối phương rồi hung tận quát, cậu con mẹ nó còn dám nói sằng nói bậy một câu nữa xem. Anh Thịnh, không phải tôi nói sằng nói bậy, tin tức đều đăng cả rồi. Đưa tôi xem thử. Hải Tùng Thịnh mở tin tức ra xem, phát hiện có mấy chục tờ báo đang rầm rộ đưa tin về bê bối của anh và bà chủ Vương Nhã Mỹ. Thậm chí còn có một bài viết vô cùng khoa trương, hai người đã có kết tinh của tình yêu, chuẩn bị bỏ trốn để xây dựng hạnh phúc riêng cho bản thân. Đây là do tên khốn nào viết? Hải Tùng Thịnh cầm điện thoại vọt vào văn phòng bà chủ, anh ta sốt ruột, hoảng loạn nói, "Bà chủ không xong rồi cô xem tin tức này đi sao rồi lại có người để mắt tới tin tức anh viết sao không phải là ai ra nói cũng không nói rõ được bà chủ cô tự mình xem đi vương nhã mỹ vừa liếc nhìn đã lập tức hóa đá đây là do tên khốn khiếp nào tung tin đồn nhảm không biết quan trọng nhất là không chỉ có một tờ báo tung tin đồn nhảm độ phủ của tin tức này rất rộng có đến tận mấy chục tờ báo nhúng tay vào có thể nói, toàn bộ truyền thông của khu Giang Nam đều bị điều động. Vương Nhã Mỹ nhìn kỹ cách phối đồ kia rồi nói, tôi và anh trong tấm hình này đều mặc quần áo hôm nay, mà góc độ của tấm hình cũng là chụp lén. Đúng rồi, người đàn ông ban này. Câu nói này đã nhắc nhở Hải Tùng Thịnh. Anh ta nhớ tới lời nói trước khi đi của Giang Sách, ha ha, khó trách sao anh ta lại bảo muốn đấu bút với chúng ta, nói gì mà muốn chúng ta đi xin lỗi thì ra anh ta muốn dùng cách này để nói xấu chúng ta. chương 133, trùng minh hỗ động đã thua từ gốc rễ. Hải Tùng Thịnh dơ nắm đấm lên, không phải là tôi bốc phét, bút đấu, sao, trước giờ tôi chưa bao giờ thất bại trong việc này. Năng lực bịa chuyện của Hải Tùng Thịnh tôi luôn là đứng số một số hai trong giới. Tôi muốn khiến nhà họ Đinh bọn họ hoàn toàn bị bôi đen, tôi muốn thấy Đinh Mộng Nhiên vĩnh viễn không dám ra ngoài. Đúng đúng đúng, bây giờ viết ngay đi, vương nhã mỹ thúc giục viết xong lập tức đăng bài ngay bây giờ tôi đi viết ngay trong lúc bọn họ định ra tay phản kích thì thư ký chạy vào khẩn trưởng nói bà chủ không ổn rồi có chuyện gì bộ phận kiểm duyệt vừa gọi điện tới nói công ty chúng ta dính líu đến việc theo dệt vô cớ ác ý sỉ nhục người khác nên đã phong tỏa tất cả kênh truyền thông của chúng ta họ cũng yêu cầu chúng ta ngừng kinh doanh để chỉnh đốn họ sẽ xét duyệt kỹ lưỡng từng bài viết mà chúng ta đăng nếu như không đạt tiêu chuẩn bị bọn họ vĩnh viễn không gỡ phong tỏa chúng ta phải làm sao bây giờ vương nhã mỹ trợn tròn mắt chiều rút củi dưới đáy nồi này quả thật độc ác công ty truyền thông mới như bọn họ chỉ có thể sống dựa vào kênh truyền thông với lưu lượng cực lớn bây giờ đã phong tỏa kênh này họ đừng mong mà đăng được một bài báo lên không đăng tin tức được thì chẳng khác nào tịch thu súng đạn của bọn họ còn cái dám gì nữa mà làm cho dù năng lực bịa chuyện của Hải Tùng Thịnh rất mạnh, những kênh đăng bài đã bị chặn. Nếu như anh ta lén lút đăng ở kênh khác thì sẽ lập tức bị bắt giữ. Dưới điều kiện nghiêm trọng như vậy, anh ta lấy cái gì mà bắt đầu với gian sách. Một bên có thể tùy ý phát biểu, một bên đã bị chặn miệng, Trùng Minh Hỗ Động đã thua từ gốc rễ. Đinh định định, Ninh định, định định. Hải Tùng Thịnh bắt máy, "Alo, mẹ à, có chuyện gì không? Con trai à." mẹ vừa thấy tin tức con trộm đồ lót bị chủ nhà người ta phát hiện còn chặt đứt chân con nữa bây giờ con sao rồi mẹ đã khuyên con sớm tìm bạn gái con không những không nghe lại còn đi trộm đồ lót người ta con nói xem con đang làm gì vậy mẹ đã mất sạch mặt mũi bây giờ ra ngoài đều bị người ta cười chết ai nha mẹ mẹ đừng tin những tin tức đó tất cả đều là giả đến bây giờ con còn gạt mẹ lên báo cả rồi mà con còn nói là giả con bảo sau này mẹ biết để mặt mũi ở đâu. Hải Tùng Thịnh im lặng, trực tiếp cúp điện thoại. Tùng Thịnh, nghe bảo anh lái xe tông chết người. Alo, Tùng Thịnh à, cậu đánh bài thua cũng đừng nhảy lầu, anh cho cậu mượn. Tùng Thịnh, anh nói xem anh còn là người không? Sao anh có thể đẩy con người ta xuống gầm xe tải chứ? Sao anh lại có thể làm ra chuyện thất đức như vậy? Điện thoại liên tục gọi đến, khiến Hải Tùng Thịnh tức giận tới mức tắt máy, rút sim ra. Vương Nhã Mỹ cũng không khá hơn chút nào, cô ta một lát lại nhận được điện thoại phục vụ đặc biệt, một lát lại có người gọi hỏi cô ta có phải đang muốn có con không, phiền phức tới mức cô ta tuyệt vọng. Cuối cùng, cô ta cũng tắt điện thoại di động. Hai người bực bội ngồi trên ghế, bây giờ nên làm thế nào đây? Vương Nhã Mỹ bật máy tính lên xem tin tức, phát hiện tin tức cử nối tiếp nay, tất cả đều là Bôi nhỏ cô ta và Hải Tùng Thịnh, những bài báo này nói đủ thứ trên trời dưới đất giết người, phóng hỏa, cướp bóc, trộm cắp, tất cả chuyện xấu đều đặt lên người bọn họ. Bọn họ đã trở thành con chuột trên đường, ai gặp cũng đánh đuổi. Hải Tùng Thịnh phẫn nộ, không được, tôi muốn báo cảnh sát. Bọn họ thật sự quá đáng. Đúng lúc anh ta chuẩn bị đi lấy điện thoại di động thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị đạp văng ra. Một người đàn ông cao 1m9 đứng ngay cửa, trên người cuồn cuộn cơ bắp. Anh ấy đang tức giận tới mức gân xanh nổi đầy trên mặt. Vương Nhã Mỹ ngẩn người ra hỏi, "Chồng, chẳng phải anh đang tiếp rượu với khách sao? Sao lại về rồi? Sao lại về rồi? Ha ha, khách hàng nhìn thấy tin tức cô và tên khốn Hải Tùng Thịnh này cấu kết làm bậy sau lưng tôi. Lúc đầu tôi còn không tin, hay lắm, vừa về đã thấy hai người dính cùng một chỗ, tôi cũng không thể không tin nữa. Cái đồ tiện nhân nhà cô, ông đây đánh chết cô." Chương 134, làm được không? Hải Tùng Thịnh cũng không tốt hơn chút nào. Anh ta bị đạp nằm dưới đáy bàn, phải lấy thùng rác che trên đầu. Đôi nam nữ chết tiệt, đối phương hùng hùng hổ hổ rời khỏi công ty. Vương Nhã Mỹ bật khóc nước nở trong văn phòng. Hải Tùng Thịnh buông thùng rác qua một bên, nhổ khăn giấy trong miệng ra rồi hung tợn nói Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì làm được cái gì chứ? Vương Nhã Mỹ nói uống cho anh làm cái nghề này. Hôm nay anh có thể báo cảnh sát bắt bọn họ xóa bài. Hai ngày nữa đăng tiếp thì sao? Mặt Hải Tùng thịnh tái hẳn đi. Đúng vậy, anh ta đã làm chuyện này bao năm rồi, hiểu rõ hơn bất cứ ai trong nghề. Chỉ báo cảnh sát thôi cũng không làm gì được, còn muốn đấu với người ta sao? Kênh truyền thông của công ty bọn họ vẫn còn bị chặn mà. Vương Nhã Mỹ nói, không còn cách nào khác, chuyện tới nước này chỉ đành đi xin lỗi người ta mà thôi. Cô ta liếc nhìn đồng hồ, tôi nhớ người đàn ông kia bảo sẽ đợi một tiếng bây giờ đã 50 phút trôi qua rồi. Mau lên, chúng ta nhanh chóng đi tìm người ta. Hải Tùng Thịnh bất đắc dĩ bỏ dậy từ dưới đất, chạy theo Vương Nhã Mỹ ra khỏi cửa. Trong quán cà phê đối diện, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên vẫn đang ngồi uống cà phê. Đinh Mộng Nhiên duỗi lưng một cái, xem ra anh tính sai rồi, bọn họ sẽ không tới đâu. Giang Sách nhìn đồng hồ rồi đáp, còn 10 phút nữa, không vội. Hư! loại người không có giới hạn như vương nhã mỹ và hải tùng thịnh em thấy anh dùng chiêu này đối phó bọn họ chưa chắc được da mặt bọn họ còn dày hơn cả tường thành có tác dụng hay không thì chốc nữa biết ngay hai người ngồi thêm một lát thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân rồn dập đang tiến về phía này cộc 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 như một cơn gió vương nhã mỹ và hải tùng thịnh lao tới trước bàn bọn họ khóc lóc kể lể hai vị tôi biết sai rồi cầu xin hai người đừng chơi chúng tôi nữa được không Giang sách cười cười, bắt chéo chân rồi nói, hai người nói với vợ tôi đi, không cần phải nói với tôi. Vương Nhã Mỹ nghẹn ngào với gương mặt đầy nước mắt nước mũi, quý cô xinh đẹp hiền lành, xin cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám bị đồng tiền che mở lương tâm nữa, tôi không dám đăng tải những tin tức vớ vẩn kia nữa. Tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Ninh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cô ta nữa. Vương Nhã Mỹ lại nhìn sang Giang Sách, chuyện này. Giang Sách nhún vai, vợ của tôi không tha thứ cho cô, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Vương Nhã Mỹ đành phải tiếp tục cầu xin. Hải Tùng Thịnh rứt khoát quỳ xuống đất, giọng nói vô cùng thành khẩn, cô Đinh, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Cô xem như vậy có được hay không, cô tha cho chúng tôi, trở về tôi lập tức viết bài công khai xin lỗi cô, đồng thời mở buổi họp báo chứng minh tin tức của cô là với vẩn, cứu vãn danh dự của cô. Đinh Mộng Nghiên nhìn anh ta một cái rồi cười ha hả, tiền thì sao? Tiên, đúng vậy đó, như anh nói mà, muốn xóa bài thì đưa 500 vạn. Bây giờ chúng tôi xóa bao nhiêu bài vậy nhỉ? Tôi cũng không cần quá nhiều tiền, anh đưa tôi 100 triệu là được rồi. Gương mặt Hải Tùng Thịnh nhăn nhúm lại, bà nội tôi ơi, xin cô đừng lấy tôi ra làm trò cười nữa. Tôi đi đầu đào cho cô 100 triệu bây giờ. Không có 100 triệu sao? Dễ lắm, từ nay trở về sau Mỗi ngày anh tự công khai đưa tin về một khuyết điểm của mình, liên tục đăng 30 ngày là được. Hả, chuyện này, làm được không? Làm được, làm được. Mỗi ngày tôi đều sẽ theo dõi, nếu như có một ngày anh không đưa tin, hoặc đưa tin không đúng, tôi sẽ lập tức tiếp tục trừng phạt các người. Vâng vâng, tôi nhất định sẽ làm theo lời căn dặn của cô. Đinh Mộng Nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Cuối cùng đối phương cũng chịu xin lỗi, làm sáng tỏ mọi chuyện cô cũng có thể cứu vãn danh dự của mình. Không thể không nói may mà lần này có giang sách. Nếu không, cô không biết bản thân sẽ bị những tên làm truyền thông vô lương tâm này hại tới mức nào. Hải Tùng Thịnh hỏi, vậy, bây giờ chúng tôi đi được rồi sao? Đợi một chút, giang sách dò hỏi, trước đó anh và Mộng Nhiên không hề quen biết, tại sao lại muốn viết tin tức bôi nhỏ cô ấy? Hải Tùng Thịnh khóc không thành tiếng, đều tại một tên chết tiệt tên mạnh chỉ định đưa tôi một phong bì, bên trong là tấm ảnh chỉnh sửa cùng một câu chuyện bên lề tôi nhất thời bị ủng não nên mới sử dụng nguồn tin của anh ta mạnh trí định giang sách gật đầu được rồi tôi biết rồi bây giờ hai người có thể đi về tôi sẽ xóa bài công kích hai người nhớ cho kỹ sau này làm người cho thành thật còn nữa xử lý chuyện xin lỗi và họp báo công khai cho đàng hoàng sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn vâng chúng tôi hiểu rồi Vương Nhã Mỹ và Hải Tùng thịnh u ám rời khỏi quán cà phê. Sau khi trở về, một người tranh thủ viết tin xin lỗi, người còn lại lập tức liên hệ các tạp chí lớn khác để mở họp báo công khai. Trực giác mách bảo Đinh Mộng Nhiên rằng công việc Giang Sách đang làm tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, do dự một hồi rồi quyết định vẫn giấu trong lòng. "Vậy anh chú ý an toàn." "Ừm." Đinh Mộng Nhiên đứng dậy rời đi. Chương 135, không có cơ hội. Cô vừa rời đi chưa bao lâu, Giang sách đã nhắn cho Long chọc đầu một tin, lập tức kêu gọi anh em đi ra ngoài giải quyết một vài chuyện với tôi. Trong căn phòng tối om, Mạnh Trí định ngồi trước màn hình vi tính, không ngừng chăm chú tiến hành gia công nghệ thuật. Ha ha, Đinh Mộng Nhiên, cái đồ tiện nhân nhà cô. Chẳng phải cô từ chối tôi sao? Chẳng phải cô lừa ba tôi sao? Tôi muốn cô từ nay về sau không còn mặt mũi gặp người khác. Ừm, tấm hình này rất hở hang, cho con tiện nhân vào đây lại thêm vài gã bị ổi vào, một gái hầu hai chồng, để xem sau này con khốn đó giải thích thế. Nào, đúng rồi, không thể thiếu bối cảnh được, viết nhiều thêm vài dòng, để cho công ty truyền thông bên kia có nhiều lựa chọn. Anh ta vừa sáng tác vừa cười trộm, thậm chí đã tưởng tượng ra dáng vẻ đinh mộng nghiên bị vạn người sỉ nhục, trốn trong nhà mà nức nở. Ha ha, thoải mái, thật thoải mái trong lúc anh ta âm thầm cao hứng thì đột nhiên nghe một tiếng cùm cụp thật lớn cửa phòng bị người khác dùng lưới búa bổ thẳng lên sau hai ba nhát toàn bộ cánh cửa đã vỡ vụn và rơi xuống đất tiếp sau đó một đám đàn ông chọc đầu tiến vào mạnh chỉ định bị dọa tới mức đứng bật dậy chỉ tay vào đám người rồi hỏi các người là ai đám đầu chọc tách ra một người đàn ông từ từ đi tới anh đi tới trước mặt mạnh chỉ định Mạnh chỉ định thấy rõ tướng mạo của anh thì lập tức hiểu mọi chuyện, anh là chồng của con khốn kia. Giang sách sao? Anh ta không nhận ra đôi mắt giang sách đang nồng nặc sát khí. Các người cút ra ngoài cho tôi, nơi này là nhà của tôi. Các người đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Có tin tôi báo cảnh sát bắt. Trong chớp mắt, giang sách vào tới trước mặt mạnh chỉ định, một tay ấn đầu anh ta xuống, hung hăng ép anh ta vào tường phốc chốc, mạnh chỉ định phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giang sách đã động sát tâm thì đừng nói là mạnh chỉ định, dù là một con hổ cũng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Đương nhiên, giang sách không dễ dàng mà giết anh ta như vậy. Giang sách buông tay ra, mạnh chỉ định như một bãi bùn nhão trượt xuống đất, cả người đau nhức không nói nên lời. Giang sách tùy ý lấy ghế rồi ngồi xuống. Mạnh chỉ định, anh làm trò gì trong lòng anh tự hiểu rõ, không cần tôi phải nhiều lời. Mạnh Chỉ Định cắn răng nhìn Giang Sách, tôi rõ ràng thì đã sao? Hôm nay anh không đánh chết tôi thì cả đời này tôi sẽ đối đầu với các người. Giang Sách khẽ lắc đầu, anh không có cơ hội. Không có cơ hội? Đây là ý gì? Một nỗi thế lương bỗng dâng lên trong lòng Mạnh Chỉ Định, anh ta ý thức được Giang Sách có khả năng sẽ hạ đòn sát thủ, trong đầu lập tức sợ hãi muốn chết. Nhưng ngoài miệng anh ta vẫn không chịu thua. Tôi không tin, anh có thể giết tôi hay sao? Giang sách nhẹ nhàng nói, tôi không giết anh, chỉ đánh mà thôi. Anh vung tay lên, bang đầu chọc sông đến, không ngừng vung tay tát vào miệng mạnh chỉ định. Mỗi người một cái, đánh tới mức miệng anh ta đầy máu tươi, choáng đầu hoa mắt. Giang sách không kêu ngừng thì đám đầu chọc này tuyệt đối không ngừng tay. Trong lúc đó, mạnh trí định đã hôn mê mấy lần, nhưng lần nào cũng bị dội nước lạnh cho tỉnh rồi tiếp tục bị đánh tiếp. Giang sách chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy trước kia cho dù anh có tức giận thì cũng thẳng tay giết chết kẻ địch đây là lần đầu anh tra tấn kẻ địch một cách tàn nhẫn như vậy chỉ vì mạnh chỉ định đã chạm vào vải ngược của anh bất kỳ ai cũng không thể động vào đinh mộng nghiên huống chi mạnh chỉ định lại sỉ nhục cô tới vậy anh ta không chỉ nói xấu mà còn chỉnh sửa ảnh khiến cô bị khắp nơi chửi rủa chuyện này giang sách bất luận thế nào cũng không nhịn nổi anh giang hình như anh ta không được rồi tiếp tục giang sách lạnh lùng ra lệnh giọng nói không hề có chút tình cảm. Sát tâm của tu la chiến thần đã hoàn toàn trỗi dậy. Một bà tay nổi tiếp một bà tay, một đấm nối tiếp một đấm. Tổng cộng đánh suốt 4, 5 tiếng đồng hồ. mươi 136, không làm gì cả. Mạnh chỉ định đã bị đánh tới mức không còn là con người, nằm trên mặt đất như một vũng máu bảy nhầy. Giết, giết tôi đi, mạnh chỉ định dùng hơi thở cuối cùng để nói. Cộng, cho tới lúc này, anh ta mới ý thức được cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là địa ngục trần gian. So với việc bị đánh chết tươi, chẳng bằng dứt khoát một chút còn tốt hơn. Giang Sách cười lạnh một tiếng, "Chết, tôi sẽ không để cho anh chết, tôi sẽ bắt anh phải sống, để anh sống một cuộc đời hèn mọn." Anh đứng dậy đi tới trước mặt Mạnh Chỉ Định, đưa tay tóm lấy đầu anh ta, ngón tay đặt vào mấy huyệt đạo rồi nhấn mạng một cái. "A!" À, Mạnh Chỉ Định gào thét như heo bị mổ, đau tới mức không muốn sống nữa. Giang sách buông tay ra, chào hỏi đám người chọc đầu rồi rời đi. Về phần mạnh chỉ định, đầu anh ta đã bị giang sách, phế bỏ, từ nay về sau sẽ trở thành một kẻ ngu, có thể sống tiếp nhưng cũng chỉ gọi là tồn tại mà thôi. Đây chính là hậu quả khi chạm đến vảy ngược của giang sách. Sau khi rời đi, giang sách đưa cho Long chọc đầu một địa chỉ. Anh Giang, đây là... Đây là địa chỉ của khoa học kỹ thuật tầm mộng. Ngày mai anh đưa các anh em sang đó, tôi phải hoàn thành lời hứa của tôi tôi hiểu rồi ngày mai nhất định sẽ đến nói xong giang sách và đám người chia tay nhau anh gọi một chiếc taxi về nhà trong màn đêm tối tăm anh thật giống như chưa bao giờ xuất hiện chỉ có đống tàn tạ nơi đó mới biết được sự đáng sợ của tu la chiến thần về đến nhà giang sách lập tức đổi lại biểu cảm lạnh nhạt như không có chuyện gì đinh mộng nhiên lập tức đi tới vỗ vỗ ngực rồi nói anh về rồi sao em thật sự lo lắng anh đã gặp chuyện gì. Giang sách nhún nhún vai, anh chỉ là về công ty làm chút chuyện, có thể xảy ra chuyện gì. Chứ, bên kia, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm đã chuẩn bị xong cả bàn đồ ăn, chào hỏi xong thì gọi hai người bọn họ sang ăn cơm. Một nhà bốn miệng quây quần bên nhau, thưởng thức cao lương mỹ vị. Trong lúc ăn cơm, TV chiếu một tin tức, bà chủ trùng minh hỗ động vương nhã Mỹ và biên tập viên Hải Tùng Thịnh tổ chức buổi họp báo, công khai đính chính một vài tin tức đinh mộng nhiên càng xem càng vui vẻ vui tới mức không nói nên lời lúc này giang sách ghé vào tai cô rồi nói đúng rồi trước đó chúng ta có đánh cược thì phải anh bảo bọn họ nhất định sẽ xin lỗi em anh thắng rồi có phải em nên cố gắng giữ lời hứa hay không đinh mộng nhiên đảo mắt nhìn xung quanh gương mặt ửng đỏ cô nhăn nhó đẩy giang sách ra ba mẹ còn đang ở đây mà anh nói bậy gì thế đi ra đi ra Đinh Khải Sơn thấy dáng vẻ kỳ lạ của bọn họ thì hỏi hai đứa làm sao vậy? Cãi nhau à? Không phải. Ninh Mộng Nhiên xấu hổ chết được, cúi đầu rồi nói con no rồi, về phòng ngủ trước đây. Cô nhanh chóng đứng dậy bỏ vào phòng. Tô Cầm tò mò hỏi lúc nãy mới ăn vài miếng đã no rồi sao? Sách hà? Hai con cãi nhau sao? Giang Sách cười cười, không có, chỉ là bất đồng ý kiến mà thôi. Ý kiến gì thế? À. Con muốn tranh thủ thời gian sinh cho ba mẹ một đứa cháu trai nhưng cô ấy không. Chịu. Tô Cầm và Định Khải Sơn liếc nhìn nhau rồi cười. Tô Cầm cố ý giả vờ như đang tức giận, con đó, mấy lời này sao có thể nói lúc đang ăn cơm. Đúng là không biết xấu hổ. Định Khải Sơn núi mày, ăn cơm thì sao không được nói. Tôi cảm thấy sách nói rất có lý, hai đứa nó cũng không còn trẻ nữa, vẫn nên tranh thủ thời gian sinh con. Tôi vẫn đang chờ ôm cháu đây giang sách bất đắc dĩ lắc đầu hình như mộng nhiên không thích cho lắm tô cầm nói ai chuyện này con gái người ta sao có thể đồng ý cho dù trong lòng đồng ý thì ngoài miệng cũng không thể nói được có vài lúc con là đàn ông thì phải mạnh một chút đinh khải sơn liếc bà một cái phụ nữ mấy người đúng là rắc rối giang sách lại hỏi tiếp vậy con bây giờ nên còn phải hỏi sao tô cầm nói không thấy mộng nhiên chưa ăn cơm xong đã vào phòng ngủ sao đây chính là đang ám chỉ với con ngoài miệng không đồng ý nhưng trong lòng đã chịu con còn không mau tranh thủ thời gian chẳng lẽ muốn con gái người ta chủ động sao định khải sơn gật đầu ba đồng ý với mẹ con đàn ông phải chủ động một chủ trên phương diện này giang sách nghĩ nghĩ con hiểu rồi anh đứng dậy đi vào phòng ngủ sau đó xoay người khóa cửa phòng lại đinh mộng nhiên cảm giác có chuyện không lành lấy chân quấn cả người mình lại rồi lo lắng hỏi anh anh muốn làm gì Giang sách vừa cởi áo ra, vừa cười xấu xa đi về phía giường. Không làm gì cả. Phụng ý chỉ ba mẹ, muốn sinh con thôi. Không được, anh không được qua đây. Đinh mộng nhiên co rúm trên đầu giường, hai tay ôm chặt mền. Trái tim cô nhảy loạn xạ, gương mặt ửng đỏ, miệng đắng lưỡi khô. Cô nhìn chằm chằm giang sách, nhìn anh cởi bỏ áo khoác, dày rồi bò lên giường. Thật ra giang sách cũng chưa từng làm việc này bao giờ đây là lần đầu tiên anh dùng sức mạnh với phụ nữ bởi vì hôm nay anh rất vui sau khi liên tục làm việc với cường độ cao anh có hơi không khống chế nổi bản thân mình là tu la chiến thần anh vốn dĩ không nên như vậy anh đã thử khống chế tình cảm nhưng chỉ cần vừa thấy đinh mộng nghiên thì anh lập tức chẳng còn cách nào kiềm chế nội tâm của mình từ sâu trong đáy lòng anh biết bản thân đã yêu đinh mộng nghiên không thể kiềm chế được Mặc dù ngoài miệng Đinh Mộng Nghiên nói, không muốn, nhưng cô cũng chẳng sợ hãi bao nhiêu mà còn hơi thích một chút, hơi trông chờ một chút. Thậm chí cô còn không biết bản thân đã đưa chân về phía giang sách từ lúc nào không hay. chương 137, anh cũng không nói nhiều lời. Giang sách, em chưa chuẩn bị kỹ càng, không muốn đâu. Cha mẹ đều đang ở nhà, không tốt. Máu điên cuồng đã xông lên đầu giang sách, anh đâu còn quản được nhiều như vậy anh bỗng chốc cầm lấy mắt cá chân của Đinh Mộng Nghiên. Thuận theo bắp chân cô, tay anh chạm tới phần gốc của tất chân. Hai tay Đinh Mộng Nghiên giữ chặt tất chân, liên tục lắc đầu, không muốn cởi, không được. Giang sách duỗi tay ôm lấy Đinh Mộng Nghiên, sau đó bàn tay xốc góc áo lên rồi luồn vào bên trong, sờ soạng làn da trắng mịn. Một tay khác thì gà tay Đinh Mộng Nghiên ra rồi cởi tất chân xuống. Đinh Mộng Nghiên ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên, Cô cảm giác bờ môi mình nóng lên, môi mình bị đôi môi cực nóng của đối phương ấn chặt lấy, hai người đang nằm ôm hôn nhau. Đinh Mộng Nhiên đã hoàn toàn cởi bỏ tâm lý phòng bị, giờ phút này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân cho giang sách. Cởi quần áo xuống, cởi tất chân xuống, làn da trắng nõn phơi bầy toàn bộ, mái tóc đen dài xóa xuống khiến chỗ mềm mại kia thoát ẩn thoát hiện, càng mê hoặc hơn vào lúc Giang Sách chuẩn bị cởi lớp bảo vệ cuối cùng của Đinh Mộng Nhiên ra, chuẩn bị phá bỏ sự trong trắng mà cô giữ gìn hơn 20 năm thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Đinh định định, Đinh định định, đầu Giang Sách lập tức cảm thấy ong ong, sao hết lần này đến lần khác lại gọi điện thoại lúc nào. Đinh Mộng Nhiên cũng kịp phản ứng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ở đỉnh điểm của dục vọng, hai người đều không định bận tâm tới cú điện thoại kia, tiếp tục quấn lấy nhau hôn hít tay giang sách bắt đầu với tới khu vực mềm mại kia. Đinh định định, đáng ghét. Đinh mộng nhiên buông hai tay đang ôm cổ giang sách ra, đứng dậy cầm điện thoại, phát hiện là ông nội đinh trọng gọi đến. Cô kìm nén mà nhấc máy, ông nội, có chuyện gì? Mộng nhiên, cháu tranh thủ tới công ty một chút, dự án cải tạo xảy ra vấn đề lớn, cháu mau sang đây giúp nghĩ cách đi. Phải đi trong đêm nay không? Không phải đêm nay, là bây giờ. Ninh Mộng Nhiên thở hồn hền cúp điện thoại, sau đó quay người về phía giang sách với nét mặt vô cùng xin lỗi. Giang sách cười cười, buông tay rồi nói, vậy kế hoạch sinh con của chúng ta chỉ đành rời lại vậy. Gương mặt Đinh Mộng Nhiên đỏ lên, lúc này cô mới ý thức được bản thân sắp bị giang sách lột sạch, cả người chỉ đang mặc nội y mà đứng trước mặt giang sách. Thân thể ngọc ngà của Mỹ Nhân đứng đầu thành phố Giang Nam đã bị giang sách nhìn sạch sành xanh. À, Đinh Mộng Nghiên nhanh chóng che khu vực nhạy cảm lại, không được nhìn, không cho nhìn. Giang sách cười xấu xa nói, em là vợ của anh, vì sao lại không cho nhìn? Sói háo sắc, đồ bại hoại. Đinh Mộng Nghiên vừa ngượng vừa xấu hổ, nhanh chóng mặc tất chân và áo thun vào. Giang sách nằm lì trên giường, đắc ý xem Đinh Mộng Nghiên mặc quần áo. Bây giờ anh mới ý thức được vợ của mình, tốt, đến nhường nào. Bất kể dáng người, nhan sắc đều đứng đầu cho dù là minh tinh lớn thì cũng không được như thế hai mặc quần áo tử tế sửa soạn xong xuôi thì đinh mộng nhiên đi về phía cửa phòng với chút hụt hắng cảm giác đang vui sướng lại bị cắt ngang thật sự rất khó chịu cuối cùng cô vòng trở lại đến trước mặt giang sách và cúi người xuống đôi môi mềm mại hôn lên gương mặt anh đây coi như bồi thường cho anh lần sau chúng ta tiếp tục đinh mộng nhiên quay người đi ra ngoài vội vàng chạy đến công ty xử lý vấn đề Giang sách nằm xuống, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng tuyệt đẹp ban nãy, nhớ lại gương mặt ngượng ngùng, nhớ lại cơ thể thoát ẩn thoát hiện, nhớ lại đôi môi dịu dàng, mềm mại của Đinh Mộng Nghiên. Giang sách tự trải qua đêm này một mình. Sáng hôm sau Giang sách dậy sớm ăn sáng, sau đó đi đến khoa học kỹ thuật tầm mộng. Khoảng chừng 10 giờ sáng, Long chọc đầu đưa một đám đàn em đi tới khoa học kỹ thuật tầm mộng theo lời dặn dò của Giang sách. Bọn họ nghiêm chỉnh đứng ngoài cổng, không dám rối loạn dù chỉ một bước. Giang sách đưa một mình long chọc đầu vào văn phòng. Anh cũng không nói nhiều lời. Anh đặt một tấm thẻ ngân hàng ngay trước mặt Long chọc đầu rồi đi thẳng vào vấn đề, Long chọc đầu, còn nhớ lúc lời lúc trước tôi hứa với anh không? Long chọc đầu gật gật đầu, nhớ rõ. Ừm, bây giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa. Giang sách chỉ tay vào tấm thẻ ngân hàng rồi nói tiếp, tôi đồng ý với anh, mỗi tháng sẽ đưa các anh 1.500 vạn thù lao tấm thẻ này cho anh, bên trong có sẵn 1.500 vạn là thù lao tháng này của các anh. Từ này về sau, cứ tới ngày một mỗi tháng, tôi đều sẽ sắp xếp người chuyển tiền vào thẻ. Long chọc đầu vô cùng vui mừng, cảm ơn anh Giang. Mặt khác, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người một chức vụ, từ nay về sau các anh chính là nhân viên của khoa học kỹ thuật tẩm mộc, cũng có biên chế, nộp đủ bảo hiểm hàng năm cho các anh. Ai, anh Giang, làm phiền anh rồi. Giang sách khoát tay, không có gì, có điều lúc đang làm việc, nếu sau này có ai không. Muốn làm những việc đó tiếp thì có thể chuyển hẳn lên chính thức bất kỳ lúc nào. Các anh luôn giúp tôi xử lý những chuyện phiền phức không thể lộ ra, tôi làm những chuyện này để cảm ơn cũng là điều đương nhiên. Trên mặt Long chọc đầu thì cười ha hả, dưới bàn thì siết chặt lòng bàn tay. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng cũng chưa vui vẻ được bao lâu thì nét mặt lại hiện chút u sầu giang sách nhạy cảm phát hiện ra ngay anh dò hỏi thế nào không vui sao không phải không phải không cần giấu tôi là thấy tiền không đủ hay là đãi ngộ không tốt có vấn đề thì cứ nói không nên giấu trong lòng như thế chỉ càng trầm trọng hơn thôi long chọc đầu cười xấu hổ tiền nhiều lắm rồi đãi ngộ cũng rất tốt tôi không phải buồn phiền vì chuyện này của anh mà là vừa rồi nghe những lời anh nói tôi chỉ lo lắng cho các anh em bên dưới ồ Chuyện gì vậy? chương 138, không dùng được sao? Giang sách nhíu mày, sao lại còn liên lụy đến trẻ con? Nói rõ một chút. Long chọc đầu vỗ đùi, ai, tôi nói cũng không rõ ràng. Chỉ bằng tôi gọi cậu ta đến tự mình nói đi. Được. Không bao lâu sau, Long chọc đầu dẫn một người gầy gò đến. Anh ta cũng để đầu chọc, thấy gầy như vậy nhưng người lại đầy cơ bắp, thuộc về loại nhỏ bé nhanh nhẹn. Long chọc đầu nói, anh Giang, đây là anh em tốt của tôi cốt lang giang sách cười cười đúng là danh xứng với thực gầy như một con sói bọc sương long chọc đầu nhìn cốt lang rồi nói nói chuyện của cậu với anh giang thử xem có lẽ anh giang có thể giúp cậu giải quyết chuyện này cốt lang ngơ người ra hả không tốt đâu vì chút chuyện nhỏ mà quấy dày anh giang giang sách khoát tay chặn lại cứ nói đi hai được rồi cốt lang nói con trai tôi vừa tròn sáu tuổi tuổi này không phải nên đi nhà trẻ rồi sao trước đó mấy ngày tôi đưa thằng bé đi đăng ký kết quả không thể ngờ được bên phía nhà trẻ không chịu nhận con trai tôi lý do là vì tôi là tên côn đồ tôi nói muốn gãy lưỡi nhưng người ta lại bảo thế nào cũng không được anh giang anh nói xem chuyện này là thế nào ép đến mức con trai tôi không biết đọc sách sau khi lớn trở thành người như tôi sao vì chuyện này mà ngày nào tôi và vợ cũng cãi nhau phiền chết mất Giang Sách cố gắng nhịn không cười. Người này tự chửi bản thân cũng rất ác độc. Anh khoát tay, cậu muốn đăng ký trường nào, đưa tôi đi một chuyến. Anh Giang, chuyện này nhỏ thôi mà, không phải phiền anh tự đi đâu. Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường đi. Vâng. Cốt Lang lái xe đưa Giang Sách về nhà trước, đón đứa con trai 6 tuổi Cổ Vĩnh Lượng rồi đi đến nhà trẻ duy nhất trong khu này. Nhà trẻ Húc Huy. Vừa tới cổng, xe đã bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Cốt lang đỗ xe bên đường, đưa con trai đi tới trước mặt bảo vệ rồi hỏi, anh này, tôi tới đăng ký cho con trai đi học. Phiền anh mở cửa giúp cho để chúng tôi đi vào. Bảo vệ không vui vẻ nhìn anh ta, hiệu trưởng chúng tôi đã nói rồi, người khác tới đăng ký thì được, riêng anh thì không. Quay về đi, nơi này không chào đón anh. Với tính tình bình thường của cốt lang thì đã đấm một cú rồi. Nhưng giờ phút này, vì chuyện học của con trai mà anh ta đành phải ăn nói khép nép, chú à mong chú thương xót một chút tôi chỉ đến đăng ký cho con trai thôi không làm gì cả nói xong anh móc một bao thuốc lá trung hoa ra rồi nhét vào túi bảo vệ bảo vệ hư lạnh một tiếng được thôi một lần cuối cùng đó một lần cuối cùng một lần cuối cùng cánh cửa mở ra ba người lần lượt đi vào nhà trẻ cốt lang luôn treo nụ cười tươi trên mặt hoàn toàn không dám thả lỏng giang sách đi theo sau lưng anh cốt lang hoàn toàn không dám tưởng tượng người đàn ông bên ngoài gió tanh mưa máu kia lại có thể giống một chú chó lông xù vẫy đuôi mừng chủ mà những việc này chỉ vì để con trai mình được đi học đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng cốt lang dẫn con trai vào cười ha hả đến trước bàn làm việc hiệu trưởng hiệu trưởng cam đức dương vừa thấy anh ta đã bày vẻ mặt chán ghét đứng xa ra cách xa tôi ra đừng tới gần như vậy cốt lang nhanh chóng lùi về sau với con trai anh ta cười tủm tỉm nói hiệu trưởng lần này tôi tới vẫn là muốn đăng ký cho con trai tôi ông xem không được cam đức dương cau mày nói chẳng phải tôi đã nói anh rất nhiều lần sao trường học tôi tuyển sinh có giới hạn ngoài trừ yêu cầu với học sinh ra thì càng có tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn với người giám hộ anh đó căn bản không hề đạt yêu cầu sau này anh đừng đến đây nữa đến tôi cũng không đồng ý đi 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 đăng ký nơi khác đi Cốt lang ăn nói khép nép, hiệu trưởng, cả khu này của chúng ta chỉ có một nhà trẻ này. Ông không nhận thì con tôi biết đi học chứ ở đâu. Xin ông thương xót nhận con trai tôi đi mà. Nói xong, anh ta lại móc ra một phong bì dày cộm rồi đưa sang. Cam Đức Dương lập tức ngăn lại, làm gì vậy? Anh cho rằng chiêu này của anh có thể dùng bất cứ nơi nào sao? Dẹp cái trò hề này vào đi. Mấy kẻ lưu manh như các anh dùng trò này đối phó người khác còn được, với những người làm giáo dục có đạo đức như chúng tôi, nói cho anh biết, không thể dùng được. Mặt cốt lang tối lại. Không dùng được sao? Không phải. chương 139, vĩnh viễn không thể đang cập nhập. Chỉ vì gia đình của những học sinh khác tặng nhiều hơn, cộng thêm cố vĩnh lượng không hợp yêu cầu nên cam đức dương mới có thể liêm khiết như đờ. Đến nước này, cốt lang cũng không biết nên làm gì cho phải. Giang sách vẫn luôn im lặng bước đến rồi mở miệng hỏi, hiệu trưởng, ông vừa nói trường học có tiêu chuẩn dành cho phụ huynh học sinh, có thể cho tôi hỏi tiêu chuẩn cụ thể là gì không? Cam Đức Dương cười, cũng không phải là yêu cầu nghiêm khắc gì, chỉ là muốn phụ huynh học sinh có công việc ổn định, là một công dân có trí tiến thủ, đóng góp tốt cho xã hội. Giang sách gật đầu, trước khi cốt lang có vài hành vi bất chính, nhưng bây giờ cậu ta đã tìm được công việc ổn định ở khoa học kỹ thuật tầm mộng, sau này sẽ không động vào những chuyện ngổn ngang kia nữa cũng coi như là có chí tiến thủ rồi chứ còn nữa cha mẹ làm sai không thể liên lụy tới đứa trẻ cốt lang có làm sai đi chăng nữa thì cũng do cậu ta tự mình gánh chịu ông không thể bắt cố vĩnh lượng chịu phạt càng không thể khiến thằng bé không biết chữ chứ. việc này không hợp lý chút nào hiệu trưởng cam đức dương không vui ha ha nói như vậy khác nào tôi là người xấu là tôi cố ý không cho con trai anh ta đọc sách sao chẳng phải do anh ta suốt ngày lăn lộn bên ngoài danh tiếng rơi xuống vực phụ huynh các học sinh khác sợ con anh ta làm hư con bọn họ chuyện này có lỗi sao tôi thân là hiệu trưởng đương nhiên phải nghiêm khắc sàng lọc những phụ huynh không lành mạnh không thể để một con sâu làm giàu nổi canh d tôi hao tâm tổn trí như thế tôi có dễ dàng không chứ làm sao khi tới miệng anh tôi lại trở thành kẻ có lỗi chứ anh có biết nói đạo lý hay không giang sách thở dài rồi hỏi thẳng rốt cuộc phải thế nào ông mới bằng lòng cho cố vĩnh lượng đi học cam đức dương vui vẻ anh sai rồi không phải tôi không cho thằng bé đi học mà là phụ huynh thằng bé không cho cũng khéo hôm nay toàn bộ phụ huynh của lớp đều đến đây tôi vốn định nhấn mạnh nội dung học kỳ mới và nội quy trong trường với mọi người hai người đã kiên trì như vậy thì lát nữa chờ các phụ huynh khác đến các anh tự mình đi thuyết phục bọn họ đi nếu những nhà khác đều đồng ý thì tôi cũng chấp nhận. Thế nào, như vậy công bằng chưa? Giang Sách gật đầu, hợp lý. Anh nhìn về phía Cốt Lang, chờ lát nữa phụ huynh nhà khác đến, cậu chịu khó ăn nói cho tốt để mọi người đồng ý. Được, tôi sẽ cố gắng. Cam Đức Dương ở bên cạnh cười lạnh, muốn những phụ huynh khác đồng ý. Ha ha, căn bản không có khả năng. Trong đó có không ít người từng bị Cốt Lang ức hiếp. Bọn họ bình thường không tìm được cách báo thù Cốt Lang, lúc này chẳng lẽ không tranh thủ cơ hội chèn ép anh ta đến chết. Đứa con cố vĩnh lượng của anh ta muốn đi học. Vĩnh Viễn không thể. Cam Đức Dương khẽ nói, "Hừ, đứa trẻ ngu ngốc này cứ chờ đến lúc không chỗ nào nhận, sau này lớn lên làm lưu manh như ba nó đi." Đợi khoảng nửa tiếng sau, tất cả phụ huynh đã đến. Cam Đức Dương dẫn đám người Cốt Lang tới phòng học nói rõ với mọi người mục đích với mọi người xong thì tất cả phụ huynh đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ có người còn cười trên nỗi đau người khác ước gì được thấy con trai cốt lang không được đi học cốt lang nén giận cố gắng mỉm cười nói với mọi người tôi biết mấy năm nay tôi đã làm nhiều chuyện sai nhưng tôi làm sai tôi sẽ tự chịu không thể liên lụy đứa nhỏ chứ hơn nữa bây giờ tôi đã biết sai ngài giang sách đây đã giới thiệu cho tôi một công việc văn phòng đáng tin cho nên tôi cầu xin mọi người cho tôi một cơ hội để sửa sai, để con trai tôi có thể đi học. Từng câu từng chữ của Cốt Lang đều vô cùng thành khẩn. Nhưng thật sự không có ai đồng tình với anh ta. Một gia đình không nhịn được mà nói, nói xong chưa? Có thể cắt được chưa? Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp phụ huynh, bàn bạc quy định chứ không phải nghe anh nhảm nhí cả buổi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy đó, anh cứ đứng đây nói nhảm rất lãng phí thời gian của chúng tôi đó. chương 140, cầu xin các người, cầu xin các người. Đám người tôi nói một câu anh nói một câu, căn bản không định để cho cố vĩnh lượng được đi học. Cốt lang vừa sốt ruột vừa tức, nhưng lại không dám nổi giận. Cuối cùng, anh ta sốt ruột tới mức quỷ gối trước các gia đình, dập đầu bếp bốp rồi khẩn cầu, cầu xin các người đừng nhắm vào con tôi, thằng bé vô tội, mọi người cho nó đi học đi tôi chỉ có một đứa con trai này, tôi không muốn thằng bé sau này trở nên giống tôi. Cầu xin các người, cầu xin các người. Cốt lang không ngừng dập đầu. Thế nhưng những phụ huynh ngồi dưới vẫn cứng rắn như đá, không hề cảm động chút nào. Có người còn châm chọc, ha ha, nước mắt cá sấu. Bây giờ biết sai sao, muộn rồi. Mau cút đi, dắt thằng con phế vật của anh cút đi. Đừng làm bẩn mắt chúng tôi. Đối mặt với sự trào phúng và chỉ trích của đám người, cốt lang cũng không còn cách nào khác. Anh cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Cô vĩnh lượng cắn môi kéo tay cốt lang, ba, bọn họ không cho con đi học thì con không đi. Chúng ta về nhà đi, ba, ba đừng quỳ với bọn họ, không đáng đâu. Lời này khiến mắt giang sách sáng lên. Trẻ nhỏ dễ dậy. Hiệu trưởng Cam Đức Dương đi tới nói, thế nào, các người thấy rõ chưa? Không phải tôi không cho con anh đi học nhưng lửa to khó dập. Các anh mau đi đi, đừng quay lại đây nữa hiệu trưởng nước mắt cốt lang không kiềm được nữa mà rơi xuống anh ta ôm lấy cố vĩnh lượng còn ơi đều tại ba vô dụng là do ba vô dụng lúc này giang sách bước lên hai bước đứng trước mặt cốt lang nhìn đám phụ huynh ngồi bên dưới anh bình tĩnh hỏi con người không phải thánh nhân không ai chưa từng phạm sai lầm thử hỏi các vị ngồi bên dưới có ai chưa từng làm sai sao cốt lang đã biết sai cũng bằng lòng sửa chữa sao mọi người vẫn không chịu tha thứ cho cậu ta không tha thứ cho cậu ta cũng không sao vì sao lại muốn kéo con trai cậu ta theo lương tâm của các người ở đâu có người cười lạnh nói anh là cái thá gì chúng tôi làm gì tới lượt anh dạy dỗ sao đúng vậy đó sói già giả vờ vẫy đuôi cút mau đi giang sách lắc đầu cuối cùng hỏi mọi người thật sự không định để cố vĩnh lượng được đi học một người phụ huynh tức giận ha ha anh có phải ngốc hay không nói cả trăm lần rồi mà mẹ nó còn hỏi giang sách cũng không tức giận anh khẽ cười một tiếng rồi nói tốt nếu các người đã quyết liệt như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói hôm nay mọi người nói rất đúng cha mẹ làm sai thì con cái nên gánh mọi người ngồi đây ở đây nghe cho rõ từ hôm nay trở đi mọi người làm sai điều gì đều do con các người gánh chịu các phụ huynh nhìn nhau không hiểu giang sách nói gì giang sách vỗ vai cốt lang đứng lên đi con trai cậu nói đúng, quỳ với đám người này không đáng. Cốt lang cắn răng đứng lên. Đi về với tôi. Vâng. Giang sách đưa cốt lang rời khỏi phòng học. Trước khi đi, anh nhìn lướt qua các phụ huynh rồi nhắc nhở, nếu mọi người biết sai thì tới nhà cốt lang xin lỗi. Nói xong, anh quay đầu bước đi. Các phụ huynh cười phá lên, ai ai cũng nhìn giang sách như một thằng ngốc. Tên này đúng là thiểu năng, còn muốn chúng ta xin lỗi. Ha ha, vọng tưởng đặc biệt là tên cốt lang kia, một thằng lưu manh chết tiệt, con của anh ta chắc chắn cũng là hạng rác rưởi. Sao có thể để cục cưng quý giá của chúng ta đi học cùng thứ rác rưởi đó chứ? Đám người cứ tôi một câu anh một lời, không hề coi giang sách ra gì. Ngoài cửa trường, ba người lên xe, cốt lang thở dài lái xe đi. Trên đường đi, cốt lang nói một cách ái náy, anh Giang, xin lỗi anh, liên lụy anh chịu sỉ nhục. Giang sách khoát tay, không cần để ý. Đúng rồi, có hai chuyện tôi muốn dặn dò cậu. Mời anh nói. Đầu tiên, vì con trai cậu, cậu nhất định phải rời khỏi băng đảng của Long chọc đầu. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu, đảm bảo cậu luôn đủ tiền nuôi sống gia đình. Thứ hai, từ giờ trở đi, cậu lập tức về nhà chờ đám phụ huynh kia tới xin lỗi. Cốt Lang ngơ cả người, chuyện đầu tiên còn dễ nói, chuyện còn lại thì hơi nhảm nhí chương 141, vấn đề là có ngày đó sao? Nhưng anh ta lại không dám phủ định trước mặt Giang sách. Cốt lang thăm dò thêm, anh Giang, muốn bọn họ xin lỗi là chuyện không thể mà. Tôi nói sao thì cứ làm vậy, cứ ở nhà chờ đi. Mặt khác, đừng mềm lòng quá, lúc bọn họ xin lỗi, cậu phải kiêu ngạo một chút, nghĩ lại xem hôm nay bọn họ đối xử với cậu thế nào, đến lúc đó trả lại gấp 10 gấp trăm. Cốt lang gật đầu, nếu thật sự có ngày đó, nhất định anh ta sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm. Vấn đề là có ngày đó sao? Sau khi dặn dò xong, Giang sách cũng không nói gì nữa. Giang sách yên lặng gửi cho Mộc Dương nhất một tin nhắn, điều tra tất cả việc xấu của hiệu trưởng và phụ huynh của nhà trẻ Húc Huy, từ đó cho họ vào sổ đen tín dụng. Từ nay trở đi, hạn chế toàn bộ hoạt động bình thường của họ và con cái. Sau khi gửi tin nhắn xong, Giang sách yên lặng cất điện thoại. Lúc này, anh nhìn thấy Cố Vĩnh Lượng đang siết chặt nắm đấm, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Sách sờ đầu thằng bé rồi cười hỏi, "Còn tức giận sao?" Cố Vĩnh Lượng gật đầu. Giang Sách vỗ ngực nói, "Tin tưởng chú, chú nhất định sẽ giúp con được đi học. Hơn nữa còn bắt những tên khốn kỳ thị ba con cháu phải xin lỗi toàn bộ." Mấy ngày sau đó, Giang Sách tập trung vào việc xây dựng khu trung tâm giải trí vô ức, chỉ vài ngày nữa là sẽ hoàn thành. Cốt Lang thì nghe theo lời dặn Giang Sách luôn kiên nhẫn chờ ở nhà nhưng vợ anh ta lại bị chọc tức con trai không được đi học anh ta lại ở nhà anh ta ngốc tới mức chờ người ta tới cửa xin lỗi sao đây là não có vấn đề à cốt lang cũng bồn chồn trong lòng nhưng mà anh ta tin vào giang sách nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi như cũ một ngày hai ngày ba ngày chờ đến ngày thứ tư mọi chuyện thay đổi một cách long trời lở đất cốt lang đang chán trường dọn dẹp nhà cửa trong phòng thì bỗng nhiên có một người phụ nữ tới trước cửa khuôn mặt cười tươi như hoa mà nói ngài cốt lang chào anh cốt lang sửng sốt một chút cô là ai tôi là mẹ của hoa hoa đó hoa hoa nhà chúng tôi đi học ở nhà trẻ húc huy chẳng phải mấy ngày trước chúng ta vừa gặp nhau sao cốt lang nhíu mày ha ha cô ta không biết xấu hổ mà còn nhắc tới chuyện mấy ngày trước cô tới nhà tôi làm gì người phụ nữ cầm giỏ trái cây đi vào đặt nó lên bàn rồi cười nói tôi chân thành tới đây tặng quà và xin lỗi ngài cốt lang tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận cha mẹ sai sao có thể bắt con cái gánh chịu ngài cốt lang tôi cảm thấy con trai anh phải được đi học cốt lang trợn tròn mắt thái độ này với mấy ngày trước như một trời một vực lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa anh ta thầm mừng trong lòng ngài giang sách quả nhiên không gạt mình thật sự có người tới xin lỗi nhưng mà anh ta cũng nhớ kỹ lời nói hôm đó của giang sách phải kiêu ngạo một chút không thể quá mềm lòng cốt lang hừ lạnh một tiếng tôi là thằng lưu manh lớn con trai tôi là lưu manh nhỏ để con tôi đi học cô không sợ dậy hư con gái các cô sao ha ha tới lúc đó tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi người phụ nữ sốt ruột ai anh nói cái gì vậy chứ chẳng phải anh đã hoàn lương đi tìm công việc ổn định rồi sao còn nữa Tôi thấy con trai nhà anh, mày kiếm mắt sáng, chỉ nhìn đã biết đây là một đứa trẻ can đảm, sao lại làm hư con gái chúng tôi được. Cốt Lang cười cười, thật sao? Nhưng mà đáng tiếc, tôi không muốn cho con trai đi học ở nhà trẻ Húc Huy. Tại sao vậy? Bởi vì lòng tôi bị tổn thương, bây giờ tôi đang tích cực tìm nhà trẻ mới cho thằng bé. Ai, tuyệt đối đừng làm vậy, nếu anh mà đi thì đứa con nhà tôi coi như xong đời rồi. Cốt lang nhíu mày, tôi có đi hay không thì liên quan gì tới con nhà có. Người phụ nữ ấp úng một một hồi, thở dài rồi nói, anh không biết đó thôi, kể từ sau ngày hôm đó, toàn bộ phụ huynh chúng tôi đều bị liệt vào sổ đen tín dụng. Những lỗi sai của chúng tôi bị liệt kê ra hết, kết quả con chúng tôi cũng bị liên lụy, đi tiệm cơm ăn cũng không được, ngồi xe buýt cũng không được, thư viện cũng không. Ngay cả đi siêu thị mua đồ cũng bị người ta kỳ thị. Khoảng thời gian này thật sự sống không nổi, giống như vừa mới ra tù đi tới đâu cũng bị người khác kỳ thị không thể làm gì được con gái chúng tôi ngày nào cũng ngồi khóc trong nhà anh nói xem phải làm sao mới tốt đây người phụ nữ lau nước mắt rồi tiếp tục nói lúc sau tôi đi tiền ngài giang anh ấy nói không quan tâm tới chuyện đó trước hết phải được anh tha thứ cho con trai các anh đi học thì anh ấy mới giúp tôi xóa việc xấu khỏi sổ đen ngài cốt lang coi như tôi van xin anh anh đại phát từ bị tha thứ cho tôi được không chương 142, có nói chuyện gì không? Nghe tới đây, Cốt Lang mới hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta ngưỡng mộ giang sách từ tận đáy lòng, ngay cả chuyện này mà anh còn làm được, đúng là không phải người bình thường. Không đợi anh ta mở miệng, một đám người đã nháo nhào trước cổng, nam nữ già trẻ gì cũng có, ai cũng cầm đồ theo, không phải tặng quà thì là phong bì. Đây đều là phụ huynh của nhà trẻ húc huy, lý do y hệt với người phụ nữ trước đó. Ai ai cũng khẩn cầu Cốt Lang đưa con đến nhà trẻ học càng nhanh càng tốt, thậm chí bọn họ còn bằng lòng chi trả học phí cho Cốt Lang. Chỉ cần Cốt Lang đồng ý với thỉnh cầu của bọn họ, bọn họ đồng ý giúp đỡ Cốt Lang bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, Cốt Lang cười cười rồi nói, "Được rồi, mọi người không cần nói nữa, tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Mọi người cất hết quà đi, tôi không nhận bất kỳ món nào. Mặt khác, tôi cũng không cần mọi người trả học phí, Cốt Lang tôi vẫn lo nổi tiền." tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng đứa trẻ vô tội, lẽ ra không nên chịu tai bay và gió như thế. Mọi người quay về hết đi. Đám người nhìn nhau. Vậy anh, lát nữa tôi sẽ đưa con trai đi đăng ký. Tốt, tốt quá rồi. Đám người cầm đồ rồi vui mừng rời khỏi nhà cốt lang. Trong lòng cốt lang tràn ngập vui sướng, anh ta ngẩng đầu lên trần nhà rồi cười ầm lên. Cô Vĩnh Lượng đi sang, ba, sao ba vui vẻ vậy? Con trai, cuối cùng con cũng có thể đi học rồi. Chú Giang của con nói không sai, quả thật tất cả mọi người đều tới xin lỗi. Nói chưa dứt lời, hiệu trưởng Cam Đức Dương lại ôm theo một đống tài liệu mà tới. Ông ta vừa lau mồ hôi vừa cười ha hả chuyện này, cốt lang hà, tôi sợ anh. Chưa quen với hồ sơ nhập học nên đặc biệt chuẩn bị tất cả đem đến cho anh, để anh làm thủ tục nhập học ngay nhà. Sự ân cần hiếm có này với trước đó như hai người khác nhau. Mấy ngày trước, ông ta còn hướng hờ lạnh lùng với cốt lang ngay cả tới gần cũng không cho còn bảo cốt lang vĩnh viễn đừng bước một bước vào sân trường hôm nay lại tươi cười rạng rỡ tự mình mang hồ sơ tới con người chỉ có lúc lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng mới biết chịu thua cốt lang xoa đầu con trai cố vĩnh lượng nhỏ giọng nói con trai con phải học cho giỏi về sau làm một người có năng lực như chú giang của con đừng trở thành lưu manh như ba có biết chưa cố vĩnh lượng gật đầu liên hồi Giờ phút này, trong văn phòng của khoa học kỹ thuật tầm mộng. Giang Sách ngồi trên ghế nghe điện thoại của Cốt Lang. "Anh Giang, mọi chuyện được giải quyết rồi, đúng như lời anh nói, bọn họ thật sự đến xin lỗi, ha ha. Con trai tôi cuối cùng cũng được đi học rồi. Anh, tôi không biết báo đáp đại ơn đại đức này của anh như thế nào. Từ nay trở đi, Cốt Lang tôi giao mạng cho anh, anh muốn tôi làm gì tôi làm nấy." Giang Sách cười cười dặn dò vài câu đơn giản rồi cúp máy vừa cúp máy thì mộc dương nhất lại gọi đến alo chuyện gì vậy lão đại vừa nhận tin tức của cục công thương bên kia bảo rằng diêm quan vũ phó cục trưởng cục công thương có việc gấp muốn gặp anh bây giờ đang trên đường đến tổng văn phòng có nói chuyện gì không không có nhưng mà nhìn dáng vẻ nóng vội của ông ta thì hẳn không phải chuyện nhỏ giang sách nghĩ nghĩ được rồi anh biết rồi bây giờ anh lập tức chạy sang nếu như ông ta tới trước thì bảo ông ta chờ một lát vâng em biết rồi giang sách lái một chiếc xe của công ty đến tòa nhà văn phòng tổng phụ trách lúc đi qua đường quốc lộ ven sông bất ngờ phát hiện có rất nhiều xe đậu ở trên đường một đống người chặn ở bờ sông cũng không biết đang nhìn cái gì trong số đó có một ông già tóc hoa dâm đang ngồi xổm bên bờ sông gào khóc nghe giọng hình như là đang khóc kể cháu trai của ông ta bị nước sông cuốn đi rồi giang sách dừng xe lại mở cửa đi về phía đám người xảy ra chuyện gì vậy anh hỏi thăm một bà thím tốt bụng mở miệng nói này còn không phải là ông bác dẫn đứa nhỏ ra bờ sông chơi sao hay thật một cơn sóng vỗ tới đứa nhỏ lại ở nơi tương đối sâu thoáng cái đã bị sóng cuốn đi mất căn cứ theo những lời này e là giữ nhiều lành ít bà thím chỉ ra phía xa nói cậu xem đứa nhỏ ở ngay bên kia giang sách theo hướng ngón tay nhìn qua lập tức nhìn thấy một đứa nhỏ hai tay đang ôm chặt một tấm xốp trôi bồng bềnh, theo sóng lớn chập trùng lên xuống. chương 143, mọi người nhìn xem, đó là cái gì? Anh nới lỏng cúc áo đi về phía bờ sông, vừa đi vừa cảm nhận gió lạnh mạnh mẽ đập vào trên mặt. Gió lớn cuồn cuộn cuốn theo sóng nước dâng lên, cuộn trào mãnh liệt. Dưới tình huống này, dựa vào sức người gần như là không có khả năng cứu đứa nhỏ từ trong lòng sông ra. Ông bác kia ngồi dưới đất gào khóc, khẩn thiết cầu xin người qua đường cứu đứa cháu nhỏ của ông ta. Có ai có thể làm ơn thương xót, cứu dùm đứa cháu bảo bối của tôi được không? Tôi cầu xin các người mà. Chỉ cần có thể cứu được cháu trai của tôi, tôi đồng ý bỏ ra 100 vạn để cảm ơn người đó. Ai có thể giúp tôi được không? 100 vạn đối với người bình thường mà nói là một con số vô cùng cám rõ. Đều nói có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Nhưng dù vậy vẫn không có ai đi cứu đứa nhỏ bởi vì giữa tiền tài và sinh mệnh, tất cả mọi người đều lựa chọn sinh mệnh. Nói đùa gì chứ, sóng lớn như thế, sóng gió dữ dội như vậy, trong thời tiết này mà lại xuống nước, ai đi xuống dưới đều phải chết. Bây giờ chỉ có thể mong đợi đội cứu viện mau mau tới đây. Trong lúc mọi người còn đang tranh luận anh đã cởi áo khoác xuống ném qua một bên, chuẩn bị xuống nước. Một gã đàn ông dáng người cao gầy ngăn anh lại, anh làm gì vậy? Cứu người. Cứu người gì chứ? gã đàn ông cao gầy cười khẩy nói muốn tiền không muốn mạng à bộ không thấy nước sông chảy xiết như vậy sao cứu được gã đàn ông nghe xong không ngừng cười hô hố cứu được à muốn khoe khoang mà chưa soạn kịch bản trước sao biết tôi là ai không đội trưởng đội bơi lội của tỉnh điền dương mỗi ngày tôi đều tiếp xúc với nước kỹ thuật bơi lội siêu quần nếu như có thể cứu người mà nói còn phải đến lượt anh sao đừng có thấy tiền sáng mắt không biết tự lượng sức mình nữa cút ra phía sau đi, ở trong này chỉ làm vướng tay vướng chân thôi. Mọi người xôn xao tán đồng. Nói đúng đó, sóng lớn như vậy, dựa vào sức người là không thể cứu được đứa nhỏ đâu. Đừng nói những người bình thường như chúng ta, cho dù là đội trưởng đội bơi lội Điền Dương mỗi ngày đều nhận huấn luyện chuyên nghiệp cũng làm không được. Người ta chính là đẳng cấp chuyên nghiệp, ngay cả anh ta còn làm không được, người khác càng miễn bàn tới, vẫn nên kiên nhẫn đợi cảnh sát tới đây đây, đừng có gấp rút đi chịu chết nữa. Lúc này một cơn sóng thật lớn bổ tới, vỗ đứa nhỏ ra xa hơn. Mắt thấy đứa nhỏ sắp không kiên trì nổi nữa, Giang Sách không muốn phân minh, lại một lần nữa đi tới bờ sông. "Này, biên rồi à? Lời của tôi nói anh không nghe rõ sao mà vẫn tiếp tục làm vậy? Sóng lớn như vậy, đi xuống đó chỉ có nước chết thôi." Biên Dương muốn giữ chặt anh lại bị anh nháy mắt tránh thoát. "Ừm." Um, một tiếng, anh đã lặn xuống dưới nước chui vào bên dưới lòng sông bơi về phía đứa nhỏ kia. Tên điên, cái đồ điện, thằng điên muốn tiền không cần mạng này. Điên dương ở phía sau bột miệng mắng to. Quần chúng đang vây xem cũng lắc đầu. Ai, sức hút của tiền đúng là lớn thật, chuyện nguy hiểm như vậy mà vẫn có người giành làm. Ha ha, theo tôi thấy chỉ là giành đi đầu thai mà thôi. Nói rất đúng, sóng lớn như vậy, tôi thấy người thanh niên kia chắc là không thể đi lên được rồi. Trong lúc nói chuyện, một cơn sóng thật lớn đã vỗ về phía giang sách. Chỉ trong thời gian chớp mắt, bóng dáng anh đã biến mất không thấy, cũng không biết đã đi nơi nào. Biên Dương ha ha cười lạnh, tôi đã nói thế nào hả? Cứ thích thể hiện, bây giờ thì hay rồi, ngay cả mạng của mình góp thêm vào. Lúc mọi người ở đây còn đang thở dài, đột nhiên, một người chỉ vào trong lòng sông. Mọi người nhìn xem, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người tập trung nhìn qua chỉ thấy một cái bóng thoát cái đã từ trong nước trồi lên vừa lúc xuất hiện ở bên cạnh đứa nhỏ không phải anh thì còn ai nữa thì ra mới vừa rồi anh không phải bị cơn sóng cuốn đi mà là từ dưới lòng sông lặn qua ở dưới sóng to gió lớn như vậy mà còn có thể lặn dưới lòng sông hơn nữa thời gian nín thở cũng đủ dài kỹ thuật bơi lội của người đàn ông này quả thực đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi ngay cả điền dương cũng nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm ông bác ở trên bờ đứng dậy trong ánh mắt vốn đang tuyệt vọng bỗng giấy lên ánh sáng hy vọng. Chỉ thấy anh dùng một tay ôm lấy đứa nhỏ, tay còn lại dùng để bơi lội, lấy tốc độ cực nhanh bơi tới bờ bên này, trong lúc đó có hai lần đụng phải cơn sóng lớn nhưng anh đều thông qua cách lặn xuống dưới thuận lợi tránh đi. Mấy phút sau, anh đã đưa được đứa nhỏ tới bờ, thuận lợi leo lên bờ. Lúc này quần áo của anh cũng đã ướt đẫm. Trường 144, giờ phút này anh đúng là có hơi bẩn nhưng mà điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là anh thể mà vẫn duy trì hơi thở đều đặn như cũ giống như hết thảy vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ cơ bản không đủ để anh xuất ra bản lĩnh thật sự đây vẫn còn là người sao hình như quá mạnh rồi đúng không ông bác đi tới ôm lấy đứa nhỏ nước mắt tí tách rơi xuống cháu trai bảo bối của ông cháu đúng là hù chết ông nội rồi suýt chút nữa ông nội không còn nhìn thấy cháu nữa rồi mọi người đều cảm khái đứa nhỏ này có thể sống sót trở về quả là một cái kỳ tích. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khâm phục tán thưởng nhìn anh, đồng thời ném ánh mắt khinh bỉ về phía Điền Dương. Đội trưởng bơi lội chó má gì, còn không được bằng người qua đường nhà người ta nữa. Ha ha, nói cái gì mà người ta chắc chắn không có khả năng còn sống trở về, kết quả thì sao? Người ta không chỉ trở lại một mình mà còn cứu cả đứa nhỏ về rồi, nhân tiện cũng muốn hỏi thử mặt anh có đau hay không biên dương xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gì để nhìn người cúi đầu lặng lẽ chuồn đi giang sách cười cười nhặt áo khoác trên mặt đất lên quay người đi tới chiếc xe đang đậu trên đường lúc này ông bác đã nhanh chóng chạy tới nói ân nhân xin dừng bước anh quay đầu lại nhìn ông ta hỏi còn có chuyện gì sao ông bác kích động nói cậu đã cứu mạng cháu trai của tôi tôi không thể không báo đáp được một trăm vạn mà tôi đã đồng ý trước đó nhất thiết phải đưa cho cậu anh nhẹ nhàng cười anh đúng thật là không thiếu chút tiền ấy anh chỉ vào đứa nhỏ cười nói tôi không cần tiền bác giữ lại mua chút thuốc bổ cho đứa nhỏ bồi bổ cơ thể đi lần này gặp chuyện đoán chừng đã làm cho thằng bé sợ hãi anh nói xong quay người mở cửa xe chuẩn bị rời đi mọi người không khỏi khen ngợi cứu người lại không đòi tiền thật sự là tác phong quân tử khí phách anh hùng ông bác xúc động đến vỡ hòa vốn cứ tưởng đối phương là vì tiền mới cứu người ai biết người ta đạo đức tốt cơ bản không phải là vì tiền. Ở xã hội bây giờ, thanh niên trẻ tuổi vừa có năng lực lại có trách nhiệm dạng này thực sự cũng không nhiều lắm. Ân nhân có thể cho biết tên họ được không? Giang sách. Ông bác lấy một tấm danh thiếp từ trong ngực ra đưa cho anh. Giang ân nhân, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu như có chỗ nào cần tôi giúp đỡ thì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Được, tôi nhận. Anh đặt danh thiếp ở bên trong xe, vẫy vẫy tay, lái xe rời đi. Trên đường lái xe, không biết là anh cố ý hay vô tình nhìn vào tấm danh thiếp kia mấy lần. Công ty trách nhiệm hữu hạn Rolling Thunder Records, nhà sản xuất huy chương vàng, La Thịnh. Nhà sản xuất huy chương vàng à? Vậy cũng là người làm trong trong lĩnh vực giải trí đúng không? Có lẽ về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Anh cất kỹ danh thiếp, lái xe đi đến tòa nhà văn phòng tổng phụ trách. 20 phút sau, xe chậm rãi dừng lại anh từ trong xe bước ra phủi phủi quần áo bởi vì vừa rồi anh mặc nguyên quần áo xuống sông cứu người cho nên trên người ướt sũng xe liên tục chạy trên đường vì thế có một ít chỗ trên quần áo đã được hong khô còn một ít nơi vẫn còn ẩm ướt loại trạng thái nửa ướt nửa khô này khiến cho anh tương đối khó chịu phải nhanh đi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác mới được anh đi vào trong tòa nhà vừa bước tới đầu cầu thang đúng lúc nhìn thấy một gã đàn ông để dâu cá chê đứng chờ ở thang máy đối phương mặc âu phục trang trọng cả người trên dưới chỉnh chu sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ vừa nhìn đã biết là một người đặc biệt thích sạch sẽ sau khi đối phương nhìn tới anh không tự chủ bước sang bên cạnh nhường đường đồng thời lộ ra vẻ mặt ghét bỏ giờ phút này anh đúng là có hơi bẩn đối với người có bệnh thích sạch sẽ mà nói quả thật sẽ bị ghét bỏ anh xấu hổ nhích lại gần bên cạnh cố hết sức không đứng chung chỗ với người đàn ông để dâu kia lúc này một gã đàn ông mặc âu phục thắt cà vạt cũng đang chạy chậm lại đây, nhìn người đàn ông để dâu nói, Phó Cục trưởng Diêm, tôi vừa nhận được tin báo người của Tổng phụ trách sẽ lập tức tới ngay, bảo chúng ta có thể đi lên trên chờ được rồi. Thì ra người đàn ông để dâu này chính là Phó Cục trưởng Diêm Quan Vũ của Cục Công Thương muốn đến nhờ anh làm việc. Người còn lại đang báo cáo bên cạnh chính là thư ký của ông ta. chương 145, đừng nói lung tung, không bao lâu, thang máy mở ra. Giang sách, Diêm Quan Vũ lần lượt đi vào. Trong lúc chờ cửa thang máy đóng lại, trong quá trình đi lên lầu, Diêm Quan Vũ cứ không ngừng thở dài, hoàn toàn là dáng vẻ ngổn ngang tâm sự. Ông ta hỏi thư ký, cậu nói xem, phương án chấp hành này lần này của tôi có được thông qua hay không? Thư ký cũng thở dài, khó nói lắm, mặc dù ngài là vì muốn tốt cho dân chúng mới dự tính tiến cử nhiều biện pháp như vậy, để cho việc xét duyệt cải biến của dân chúng trở nên đơn giản mau lẹ hơn. Những phương án này sẽ làm cho lượng công việc của nhân viên công tác chúng ta tăng lên gấp mấy lần, thậm chí còn phải xin đầu tư một khoản vốn lớn. Sợ là cấp trên sẽ không đồng ý làm đâu, vừa phải thêm tiền vừa phải tăng thêm khối lượng công việc, kết quả lại không có lợi nhuận rõ rệt, chỉ là làm lợi ích cho dân chúng bình thường mà thôi. Siêm Quan Vũ cũng phiền muộn, thử một chút xem sao tốt nhất là có thể được duyệt, nếu như thực sự không được duyệt tôi sẽ nghĩ cách khác, cho dù chỉ có thể duyệt được một phần trong phương án này cũng không sao cũng chỉ có thể như vậy. Hai người vừa trò chuyện vừa chờ đợi thang máy đi lên. Trò chuyện được một chút lại ngửi thấy một mùi tanh hôi, đó là do sau khi quần áo trên người giang sách được hong khô, nửa ướt nửa khô phát ra mùi hôi. Thư ký bịt mũi, cực kỳ mất bình tĩnh nhìn thoáng qua anh, lẩm bẩm sao người làm việc trong tòa nhà tổng phụ trách lại có loại quỷ lôi thôi này chứ. Thật là buồn nôn mà. Diêm quan vũ cũng nhíu mày, Đối với người có bệnh thích sạch sẽ như ông ta khó chịu đựng nhất chính là cái loại lôi thôi, dơ bẩn này. Nhưng nơi này là tòa nhà văn phòng tổng phụ trách, không phải là tòa nhà văn phòng của ông ta cho nên cũng không tiện nói lung tung. Ông ta thở dài một hơi, đừng nói lung tung. Giang Sách xấu hổ lách vào một góc bên trong, cười khổ lắc đầu. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, tầng 16. Anh vượt lên trước một bước đi ra ngoài, Diêm Quan Vũ và thư ký cùng lúc nhíu mày trùng hợp như vậy sao? Người này cũng tới tầng 16 à? Thư ký phàn nàn, đúng là xui xẻo mà, dọc đường còn phải đi cùng cái tên quỷ lôi thôi này, hôm nay sợ là mọi chuyện không được thuận lợi rồi. Mấy người lần lượt đi tới cửa khu văn phòng tổng phụ trách. Cửa lớn mở ra, anh vừa mới chuẩn bị đi vào, thư ký đã thật sự chịu hết nổi, phiền trách nói. Tôi nói anh cái người này sao lại không biết phép tắc như vậy chứ? Không thấy lãnh đạo đang ở đây à? không biết để cho lãnh đạo đi vào trước sao? Sao cứ phải giành đi trước thế, muốn để cho lãnh đạo nhìn cái mông bẩn? Thiểu của anh đấy ư? Anh bất đắc dĩ cười cười, chia tay ra hiệu cho bọn họ đi vào trước. Thư ký hừ một tiếng, nói với Diêm Quan Vũ, phó cục trưởng Diêm, ngài mau đi vào trước đi, nhân lúc không khí bên trong còn chưa có bị tên quỷ lôi thôi này hun thổi. Ừm, Diêm Quan Vũ cất bước đi vào bên trong, ông ta cũng không muốn đợi chung một chỗ với anh, cái mùi kia đúng là quá khó ngửi. Đợi Diêm Quan Vũ đi xa rồi, thư ký mới chừng mắt lườm anh. Anh nói xem, anh dù sao cũng là người làm việc ở trong tòa nhà văn phòng tổng phụ trách, sao lại không biết chú ý dáng vẻ ăn mặc một chút vậy. Vừa bẩn vừa hôi, dáng như anh thực sự sẽ làm mất mặt tổng phụ trách đó có biết không? Đây cũng là do tổng phụ trách khoan dung, nếu như đổi lại là tôi, tôi đã sớm khai trừ anh rồi, cút được bao xa thì cút đi. Thật sự là quá tệ hại mà. Thư ký nói xong cũng không nghĩ nhiều, quay người bước vào khu làm việc, chạy chậm đuổi theo Diêm Quan Vũ. Hai người một trước một sau bước vào văn phòng. Mộc Dương nhất ra hiệu cho hai người ngồi xuống, sau đó cho người pha hai tách trà đặt ở trên cái bàn trước mặt bọn họ. Vừa nhận được thông báo của Tổng phụ trách, chắc là không đến 5 phút đồng hồ sẽ đến, hai người đợi một lát. Diêm Quan Vũ cười đáp, không sao, chúng tôi sẽ đợi. Ông ta vừa mới chuẩn bị bưng tách trà lên uống một ngụm, cái mũi bỗng nhiên nhúc nhích, ngửi thấy một mùi khó ngửi. Diêm quan vỗ nhìn về phía thư ký bên cạnh, sao lại có mùi hôi nữa rồi. Thư ký cũng buồn bực, đúng vậy, giống y hệt như cái mùi thối bên trong thang máy. Hai người còn đang tò mò, lại nhìn thấy giang sách lôi thôi lách thách đi đến, trên người ẩm ướt, lúc đi đường bên trong giày còn phát ra tiếng nước lẹp xẹp, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Vừa dơ vừa hôi, thư ký nóng nảy, này, này, tôi nói anh cái người này sao lại như vậy chứ? Anh theo dõi chúng tôi à? Từ cửa thang máy đã bắt đầu một đường đi theo chúng tôi đến văn phòng, anh có biết chỗ này là chỗ nào không? Loại thân phận như anh có thể tới được sao? Thư ký nói với Mộc Dương Nhất, lãnh đạo Mộc, người này dơ giấy khó coi, thật sự là bôi nhỏ tổng phụ trách, xin ngài bảo anh ta ra ngoài đi. chương 146, đúng là mơ mộng hảo huyền. Mộc Dương Nhất nhìn giang sách, hai người cùng lúc lộ ra vẻ mặt khó xử mộc dương nhất cúi đầu than thở một câu anh cả tình trạng này của anh là sao anh xấu hổ tằng hắng một cái tạm thời chưa nói rõ được trước mắt bao người anh cất bước đi tới trước bàn làm việc của tổng phụ trách ngồi xuống diêm quan vũ và thư ký nhìn đến choáng váng mặt mày này anh làm gì vậy chỗ đó mà anh cũng ngồi được sao không biết trên dưới nhanh đi xuống đi anh cười khổ lắc đầu mộc dương nhất bước lên phía trước một bước giải thích nói à hai vị vị này chính là người mà hai vị muốn tìm tổng phụ trách khu vực giang nam cảnh tượng một lần nữa lại lâm vào tình huống khó xử diêm quan vũ và thư ký ngây ra như phỗng miệng há to nhìn giang sách ngồi ở chỗ đó nửa ngày trời không thốt lên lời những thứ đã chuẩn bị từ trước đó giờ biến mất sạch sẽ không còn chút tăm hơi Ai có thể ngờ rằng một người đàn ông lôi thôi lách thách như vậy lại chính là người tổng phụ trách của toàn khu Giang Nam cơ chứ? Bất kể là tuổi tác hay hình tượng, chúng đều khác xa tưởng tượng trong đầu Diêm Quan Vũ đến cả ngàn dặm. Anh ta thậm chí còn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như là người khác nói với anh ta, chàng trai đang ngồi kia là người tổng phụ trách của toàn khi Giang Nam, anh ta tuyệt đối sẽ không tin, nhưng những lời này lại phát ra từ chính miệng của Mộc Dương nhất, kết hợp với những biểu hiện dọc theo đường đi của Giang Sách thì anh ta đã thông suốt, về cơ bản việc Giang Sách là tổng phụ trách không có gì phải bàn cãi. Chỉ là, thực sự chuyện này khiến người ta rất khó tin. Giang Sách cũng biết điều đó, cho nên lúng túng sờ mũi một cái, cố ý tìm chuyển chủ đề, Phó Cục trưởng Diêm, không phải anh nói có chuyện muốn tìm tôi sao? À, đúng đúng đúng. Diêm quan vũ lúc này mới nhớ tới mục đích lần này mình đến đây, Mặc kệ hình tượng của đối phương trong thực tế và tưởng tượng của mình khác nhau như thế nào, dù sao người tổng phụ trách này cũng không phải là giả, cứ nộp phương án lên trước đã rồi mọi chuyện tính sau. Anh ta cẩn thận lấy sấp kế hoạch mà bản thân đã chuẩn bị từ trong túi ra, hai tay cung kính đẩy về phía trước mặt giang sách. Giang sách dùng một tờ khăn giấy lau hai bàn tay sạch sẽ rồi mới mở bản kế hoạch kia ra xem. Sau khi mở ra và đọc kỹ, trong lòng Diêm quan vũ buồn bã không nguôi, trái tim anh ta mách bảo rằng, phương án lần này anh ta đưa lên lại không có kết quả gì rồi. Trước tiên không nói đến kế hoạch này tốn bao nhiêu tiền bạc, thời gian và công sức, ngược lại còn không thu được chút lợi ích thiết thực nào, hơn nữa lúc ở chỗ cầu thang vừa rồi, bọn họ còn lỡ miệng mắng nhiếc giang sách, riêng chuyện đó thôi cũng khiến bọn họ hứng đủ rồi. Ngày hôm nay bọn họ có thể thuận lợi rời khỏi tòa cao ốc này đã phải thắp nhang lại các cụ phù hộ rồi, còn muốn bản kế hoạch của mình được thông qua đúng là mơ mộng hão huyền. Đấy lòng Diêm Quan Vũ nổi lên sự hối hận chưa từng có, trước khi tới đây là anh ta đã không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận rồi lại phải cẩn thận thêm thêm nữa, nhân viên trong tòa cao ốc này không có người nào đơn giản, không thể đắc tội. Kết quả thì sao, anh ta trực tiếp đắc tội với người tổng phụ trách rồi. Mọi thứ coi như chấm dứt. Diêm Quan Vũ đứng đó không ngừng thở dài. Giang sách ngồi ở trên ghế làm việc, lật dở xem xét từng trang trong bản kế hoạch mà Diêm Quan Vũ đưa thật kỹ càng, khoảng nửa giờ sau, khi đã xét duyệt xong, Giang Sách với khuôn mặt vô cùng hài lòng đặt bản kế hoạch xuống. Anh rất vui vẻ nhìn Diêm Quan Vũ, nói tốt lắm, Diêm Quan Vũ, phương án mà cậu đưa lên quả thực là một phương án vô cùng tuyệt vời, hướng tới lợi ích và sự phát triển của người dân. Tôi cảm thấy may mắn khi có cậu xuất hiện ở trong công ty. Diêm Quan Vũ nghe vậy nhưng cũng không lấy làm quá khích, anh ta biết, những lời có cánh này chẳng qua chỉ là một lý do thoái thác trá hình mà thôi. Anh ta có thể đoán trước được nội dung phía sau những lời này. chương 147, cảm ơn Tổng phụ trách. Diêm quan vũ ngây ngẩn cả người, anh ta thật sự không ngờ tới việc giang sách sẽ không từ chối anh ta. Thậm chí chẳng những giang sách không cự tuyệt, mà còn lập tức phê duyệt kinh phí đầu tư cho anh ta. Anh ta quả thực có cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ. Chuyện này, hửm, sao tôi thấy cậu có vẻ không được hài lòng cho lắm là thời gian tôi cho cậu quá ít hay sao không phải không phải không phải diêm quan vũ kích động nói không phải là tôi không hài lòng mà tôi chỉ bất ngờ vì tổng phụ trách đã vui vẻ thông qua kế hoạch của tôi mà thôi tôi thật sự có hơi bất ngờ phương án tốt như vậy tại sao lại không thông qua diêm quan vũ gãi đầu một cái bởi vì vừa rồi tôi đã làm ra hành động không được tôn trọng anh cho lắm tôi sợ anh sợ tôi dùng việc công để trả thù tư. Không phải, tôi không dám nghĩ như vậy. Giang sách vừa cười vừa nói, phương án cậu đưa ra vô cùng hoàn chỉnh, mục đích cũng là vì nước vì dân mà làm chuyện tốt. Nếu như tôi chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể kia mà không phê duyệt bản kế hoạch này của cậu, vậy chẳng phải tôi sẽ tự biến mình trở thành một tên khốn nạn rồi hay sao? Diêm quan vũ nở nụ cười, anh ta không nghĩ người tổng phụ trách này lại có khiếu khôi hài đến vậy. Giang Sách tiếp tục nói, hơn nữa với bộ dáng này của tôi, phải nói là người gặp người ghét, nếu như cậu đối xử bình thường tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Được rồi, tôi cũng nên đi tắm rửa thay quần áo, xua đuổi hơi thở khó chịu trên người đi thôi. Chuyện của cậu tôi sẽ bảo Mộc Dương Nhất tham gia hỗ trợ. Cảm ơn tổng phụ trách. Lúc Mộc Dương Nhất chuẩn bị dẫn theo Diêm Quan Vũ và thư ký rời đi, Giang Sách mới chợt nhớ ra một chuyện. Đợi chút đã. Tổng phụ trách anh còn có việc gì muốn phân phó hay sao? Giang sách suy nghĩ một chút, nói, mấy ngày nữa có một công ty giải trí sẽ được khánh thành, có hứng thú theo tôi tới đó không? Diêm quan vũ vui vẻ đáp, tất nhiên tôi đồng ý. Ừm, uhm, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với anh, đi làm việc trước đi. Được, tiễn diêm quan vũ và thư ký của anh ta đi, giang sách vội vàng đứng dậy khóa cửa lại, sau đó cởi hết quần áo bốc mùi của mình ra, đi vào phòng vệ sinh cá nhân để rửa sạch sẽ một phen. Phải nhanh chóng đi tắm rửa thôi, cái mùi này thật sự quá khó chịu. Thảo nào diêm quan vũ lại đứng tránh rất xa, mà mùi này cũng thật biết trêu ngươi, càng để lại càng nồng. Buổi trưa ngày hôm sau, Giang sách dưới sự hướng dẫn của Trình Đan Đình đi tới số 1118 đường Nguyên Bắc. Vốn dĩ ban đầu, nơi đây là một vùng hoang tàn, lộn xộn và đổ nát. Vậy mà lúc này, một công ty giải trí mới tinh đã được khánh thành trên đó. Giang Sách đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để trả chi phí thiết kế cũng như thi công công trình này, cả quá trình có sự giúp đỡ của Trình Đan Đình, cuối cùng thì thành quả cải tạo cũng bày ra trước mắt. Trước đây, công ty giải trí Ức Mạch chỉ dừng lại trên những trang giấy. Ngày hôm nay cũng có kết quả ở ngoài đời thực. Đến đây đi, tôi giới thiệu kỹ với anh một chút. Trình Đan Đình dẫn Giang Sách đi tham quan. Toàn bộ công ty giải trí được chia thành 4 phần chính, đó là khu văn phòng, khu điện ảnh và truyền hình, khu đào tạo nghệ sĩ, khu phục vụ ăn uống và nhu cầu nghỉ ngơi. Khu văn phòng, đúng như tên gọi, đây là nơi diễn ra tất cả các hoạt động trọng yếu, mang tính chất đầu não của công ty. Trong tương lai, nhân viên sẽ làm việc tại đây, những việc như tiếp khách hàng, họp bàn và ký hợp đồng cũng sẽ được diễn ra trong khuôn khổ khu vực này. Khu điện ảnh và truyền hình, ở đây có một địa điểm quay phim nhỏ đồng thời có kho chứa dữ liệu phim ảnh vô cùng đồ sộ, nơi đây cũng được dành để trưng bày đạo cụ dùng trong quá trình quay phim, thậm chí cả xe của công ty cũng được đầu tại đây. Khu đào tạo nghệ sĩ, tất cả các nghệ sĩ của công ty giải trí ức mạch sẽ được đào tạo tại đây, chúng ta sẽ đầu tư giàn giáo viên chuyên nghiệp tiến hành tập luyện thể hình, vũ đạo và thanh nhạc cho các nghệ sĩ, và các khóa đào tạo diễn xuất cũng sẽ được đưa vào hệ thống để vận hành. Đồng thời công ty sẽ tạo ra các tác phẩm riêng, các lộ trình phát triển riêng, phù hợp với từng nghệ sĩ. Phần cuối cùng là khu phục vụ ăn uống và nhu cầu nghỉ ngơi. Trình Đan Đình luôn tin rằng sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi là quan trọng nhất, muốn các nhân viên luôn tràn đầy sức sống thì mỗi ngày họ đều phải được thoải mái, khu vực này có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu. Toàn bộ công ty giải trí ức mạch có tổng diện tích khoảng 3.700 hecta. chương 148 là Giang Sách. Trình Đan Đình tự hào nói, đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi, hãy chờ xem, tôi sẽ giúp anh vươn lên nắm quyền toàn bộ ngành giải trí của Giang Nam, tất cả đều sẽ bị đánh bại. Giang sách vô cùng vui mừng, có được một người đáng để tin cậy như Trình Đan Đình giúp đỡ, anh có thể tiết kiệm được không ít công sức. Nếu như không có Trình Đan Đình, anh làm sao có thể chu toàn một kế hoạch lớn như thế này cơ chứ? Chỉ sợ là bỏ nhiều tiền đầu tư, mà kết quả thu về lại chống không, như vậy chẳng khác nào công dã chẳng cả, Trình Đan Đình quả thực là nghìn quân khó kiếm, là một bảo vật vô giá. Sau khi công ty giải trí ước mạch hoàn thành, Giang Sách và Trình Đan Đình đã cùng bàn bạc để ấn định ngày tổ chức lễ khánh thành. Bọn họ muốn khiến cho tất cả người dân sống ở khu vực Giang Nam biết được thực lực của công ty giải trí ước mạch, đồng thời tuyên bố với mọi người công ty của họ sẽ trở thành công ty dẫn đầu trong giới. Lễ khai trương công ty giải trí ước mạch chính thức được tổ chức sau 3 ngày nữa. Trình Đan Đình đã lan truyền tin tức này đi khắp các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau, thu hút sự chú ý của dư luận, tích cực chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt. dày công chuẩn bị chiến lược marketing như vậy, tin tức rất nhanh đã truyền đến tại của chủ tịch xí nghiệp Thiên Đình, tôn vĩnh trinh, xí nghiệp Thiên Đình, văn phòng chủ tịch, ba người đàn ông mỗi người ngồi trên một cái ghế, lần lượt là tôn vĩnh trinh, tây môn tuấn, cùng với chủ tịch bạch tín hồng của công ty giải trí bá khổng, sản nghiệp trực thuộc xí nghiệp Thiên Đình. tôn vĩnh trinh nhìn tin tức khánh thành công ty giải trí ức mạch trên màn hình máy tính. Sắc mặt biến hóa không ngừng lúc trắng lúc xanh, thể hiện rất rõ sự tức giận. Anh ta biết rõ, thế lực đứng sau công ty giải trí Ức Mạch chính là Văn phòng Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng. Là Giang Sách. Trước đây bởi vì sai lầm nhất thời mà Văn phòng Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng đã rơi vào tay của Giang Sách, chuyện đó vẫn còn chưa tính xong. Thật không ngờ nhanh như vậy mà Giang Sách đã tự chủ động tìm đến phiền phức. Công ty giải trí là một trong ba trụ cột lớn nhất của xí nghiệp Thiên Đình. Mỗi năm công ty mẹ đã thu về được số tiền không nhỏ từ việc phát triển của công ty con này. Bây giờ toàn bộ thị trường của khu Giang Nam đều do công ty giải trí bá không làm chủ. Vậy mà bây giờ công ty giải trí Ức Mạch lại ngang nhiên mở họp báo khai trương Linh Đình, đánh động lớn đến giới truyền thông như vậy, kẻ ngu ngốc cũng biết người đứng sau có ý đồ muốn chiếm thị trường của công ty giải trí bá khống. Chuyện này chẳng khác nào cướp đi miếng mồi ngon đang ở cửa miệng của Tôn Vĩnh Trinh chuyện này các anh thấy thế nào giọng nói của tôn vĩnh trinh lạnh lùng vang lên bách tín hồng cười lạnh một tiếng còn có thể thấy thế nào được nữa ý đồ chiếm đoạt thị trường của chúng ta quá rõ ràng mà công ty giải trí ức mạch này cũng nghĩ quá đơn giản rồi cho rằng dùng tiền cải tạo một khu vực sau đó đánh tiếng ồn ào là có thể độc chiếm khu vực sao ha ha đúng là si tâm vọng tưởng hiện giờ cả thị trường đều nằm trong tay của chúng ta chỉ cần chúng ta không gật đầu công ty giải trí ức mạch của anh ta một đồng cũng đừng mong kiếm được, cứ tiêu tiền một cách vô ích, yên phận làm con cờ thí đi. Chủ tịch anh yên tâm, có bách tín hồng tôi ở đây, công ty giải trí ức mạch chẳng mấy chốc sẽ bay hơi không còn chút vết tích. Tôn Vĩnh Trinh không nói gì mà đưa mắt nhìn về phía Tây Môn Tuấn. Tây Môn Tuấn là một người lắm mưu nhiều kế, là người thông minh nhất trong toàn công ty, anh ta muốn nghe ý tưởng của Tây Môn Tuấn. Trầm ngâm trong chốc lát, Tây Môn Tuấn suy nghĩ cẩn thận rồi nói, nhìn từ bên ngoài có vẻ như chúng ta đang chiếm thế thượng phong, chúng ta không chỉ nắm quyền kiểm soát cục diện, mà phạm vi bành trướng của công ty cũng lớn, bất kể xét trên phương diện nào, chúng ta đều có thể đè bẹp lính mới như ước mạch, thế nhưng... Anh ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp, từ lần trước giao thủ cùng với Giang Sách, tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với người đàn ông này, anh ta sẽ không mù quáng triển khai bất cứ kế hoạch nào không có triển vọng, sau khi tiếp nhận khối tài sản kia, nhất định anh ta có dự tính gì khác. Không nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào chủ tịch công ty mà anh ta tìm được, Trình Đan Đình cũng đủ để thấy, cô ta là nữ cường số một thế giới. Người phụ nữ này trong một thời gian ngắn mà đã đưa ức mạch không tâm không tiếng phất lên nhanh chóng, thực lực không thể coi nhẹ. Cho nên điều tôi cảm nhận được là dù chúng ta đang chiếm ưu thế nhưng không thể coi nhẹ đối phương, phải xử lý thật cẩn thận, ngàn lần không thể đi theo vết xe đổ. Nghe thế, Bách tín hồng nở nụ cười. Anh ta châm một điếu thuốc, hai chân sát hình chữ ngũ, khinh thường nhìn Tây Môn Tuấn. chương 149, thuộc hạ đã rõ. Tôi nói này Tây Môn Tuấn, anh đây là đang nâng người khác lên rồi tự dìm uy phong của chính mình xuống hay sao? Không phải chỉ là một lính mới quen và một người đàn bà thối tha thôi hay sao? Có cái gì phải sợ? Nhìn bộ dáng sợ đến ngốc của cậu, có phải thất bại cũng đã đánh bại cậu hoàn toàn, cậu không thể thoát ra khỏi đó được nữa đúng không? Tây Môn Tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm Bách Tín Hồng. Quả thực sai lầm trước của anh ta là quá nghiêm trọng, trực tiếp khiến cho xí nghiệp thiên đỉnh mất đi một cây hái tiền là văn phòng khoa học kỹ thuật tầm mộng. Tây Môn Tuấn cũng vì sự kiện đó mà hình thành một vết thương tâm lý vô cùng lớn, anh ta không thể nào thoát ra khỏi đó. Bách Tín Hồng đã nhắm ngay vào điểm đó, trực tiếp dạy thêm vào vết sẹo đó vài nhát dao. Tôn Vĩnh Trinh xua xua tay, nói, được rồi, đừng ồn ào nữa, mấy cậu nói đều có lý. Chúng ta không thể xem thường giang sách, nhưng cũng không thể tự hạ thấp ý chí của chính mình. Không phải giang sách dự định tổ chức lễ khai trương thật hoành tráng hay sao? A, à, 20. Tôi sẽ để cho anh ta được mở rộng tầm mắt, cho anh ta biết kết cục của việc đối địch với Tôn Vĩnh Trinh sẽ thảm tới cỡ nào. Bách Tín Hồng gật đầu, Chủ tịch, chuyện này anh cứ giao cho tôi xử lý đi. Anh ta tổ chức buổi lễ khai trương, vậy chắc chắn sẽ mời một vài minh tinh tham dự nhỉ. Ha ha, tôi lập tức đi loan tin tức, ai dám đến dự lễ của công ty giải trí Ức Mạch, tương lai sẽ không được nhận bất cứ tài nguyên gì từ Bá Khống nữa, người đến tham dự sẽ nằm trong danh sách đen của Bá Khống và bị chặn vĩnh viễn. Dựa vào quyền thế của công ty giải trí Bá Khổng, một khi bị chặn đứng tài nguyên như thế, chẳng khác nào bị trục xuất khỏi thành phố Giang Nam bất luận là minh tinh nào cũng không gánh được tổn thất nặng nề như vậy tôn vĩnh trinh gật đầu cách này tốt đó mau chóng đi triển khai đến lúc đó không có một minh tinh nào xuất hiện tôi muốn xem xem giang sách sẽ tổ chức lễ khai trương như thế nào đến lúc đó nói không chừng sẽ phải bỏ tiền thuê một vài hot girl mạng về để hát nhảy tạo không khí thế thì hẳn họ sẽ bị người trong giới cười cho không thể ngóc đầu lên được bách tín hồng đứng lên phủi bụi trên quần áo vậy hôm khác nói chuyện tiếp chủ tịch, tôi lập tức đi làm việc. Ừm, đi đi. Bách tín hồng ngẩng đầu rời đi, lúc ngang qua người Tây Môn Tuấn, anh ta còn cố ý phủi bụi hướng về phía anh ta, vô cùng nghênh ngang và kiêu ngạo. Tây Môn Tuấn kiềm chế bản thân để không tức giận. Sau khi Bách Tín Hồng rời đi, Tây Môn Tuấn nói, Chủ tịch, Bách Tín Hồng là một người rất kiêu ngạo và độc đoán, không thể so được với tính khí trầm ổn của giang sách, tôi lo rằng sẽ xảy ra chuyện. Có thể xảy ra được chuyện gì cơ chứ? Cái này tôi không thể nói chính xác được, nhưng tôi cảm thấy Bách Tín Hồng sẽ không áp chế được giang sách, nếu không chúng ta giúp anh ta một tay, thêm phần chắc chắn. Tôn Vĩnh Trinh liếc xéo hắn, hỏi cậu có kế hoạch gì? Tây Môn Tuấn cười cười, tôi biết một người, anh ta. Tôn Vĩnh Trinh nghe xong thì cười ha ha. Tốt, tốt, biện pháp này hay lắm. Bây giờ cậu lập tức đi triển khai đi. Tây Môn Tuấn đứng lên, thuộc hạ đã rõ. Anh ta lập tức xoay người rời phòng làm việc, bắt tay vào việc xử lý lễ khai trương của công ty giải trí Ức Mạch. Tôn Vĩnh Trinh tựa lưng vào ghế ngồi, âm hiểm cười nói, "Giang Sách ơi là Giang Sách, tôi không tin là anh có thể vượt qua được kiếp nạn này." "Lễ khai trương? Ha ha, tôi sẽ biến nó trở thành lễ đóng cửa." "Để cho anh mất hết mặt mũi, xấu hổ trước mọi người, thậm chí tôi còn muốn khiến cho anh phải khóc lóc khổ sở nữa." Công ty giải trí Ức Mạch, khoa học kỹ thuật tầm mộng chờ xem, tôi sẽ từng bước từng bước hạ gục tất cả mọi thứ, dám đối địch với xí nghiệp thiên đình, chỉ có một con đường chết mà thôi. Trụ sở công ty giải trí ức mạch, văn phòng tổng giám đốc. Giang sách nhìn cách trang trí xa hoa gọn gàng, cười nói, đan đình, cô đúng là biết hưởng thụ mà. Trình đan đình pha hai ly cà phê, bưng một ly đến cho giang sách. Hưởng thụ cuộc sống là năng lực cơ bản của người sáng tạo nghệ thuật, nếu đến chuyện này mà còn không biết, thì không cần làm công việc này nữa giang sách mỉm cười lắc đầu bưng cà phê lên uống một ngụm lúc này điện thoại trên bàn vang lên trình đan đình đi qua nhận điện thoại alo là ai vậy chị đan đình là tôi a như cha thì ra là a như à có chuyện gì vậy là như thế này không phải lúc đầu tôi đã đồng ý với chị sẽ đến hát một bài vào ngày lễ khai trương ba ngày sau sao thành thật xin lỗi bà nội tôi đột nhiên bị bệnh nặng Hai ngày này tôi cần phải ở bệnh viện chăm sóc bà nội, cho nên muốn hủy bỏ lịch trình sắp tới, chị xem có được không? Người ta đã nói đến mức này, còn có gì mà không thể chứ? Dù sao cũng không thể bảo người ta đừng chăm sóc bà nội nữa được chứ. Trình Đan Đình chép miệng, "Được, tôi đã biết, cô bảo làm người đại diện đến đây một chuyến, chúng ta hủy bỏ lịch trình." "Cảm ơn chị Đan Đình." Chương 150, ông ta nổi tiếng không? Cúp điện thoại trình đan đình cầm một quyển sổ đi đến ngồi xuống bên cạnh giang sách lật đến chương trình biểu diễn ở lễ khai trương vào ba ngày sau tìm ra buổi diễn và thời gian biểu diễn của a như rồi gạch đi sau đó lựa chọn ra một người mới trong danh sách dự phòng và bài hát giang sách thấy vậy thì hỏi có chuyện gì vậy không có gì có ca sĩ có việc đột xuất không đến được cần đổi một tiết mục khác không phải là chuyện gì lớn là những chuyện thường hay xảy ra lời còn chưa dứt Điện thoại lại vang lên. Trình Đan Đình đi qua nhận cuộc gọi. "Alo, tổng giám đốc Trình sao? Tôi là người đại diện của Tuyết Mân Côi, gọi điện cho cô là vì muốn hủy bỏ hợp đồng biểu diễn vào 3 ngày sau." Trình Đan Đình nhíu mày, tại sao Tuyết Mân Côi cũng muốn hủy bỏ? Trong một tiếng tiếp theo, điện thoại reo lên không ngừng. "Tổng giám đốc Trình, thật xin lỗi, 3 ngày sau có thể tôi không đi được. Chị Đan Đình, tôi muốn ra nước ngoài lưu diễn." thời gian xung đột với buổi lễ khai trương của cô, muốn điều chỉnh một chút. Chào cô Trình Đan Đình, tôi là người đại diện của Dương Muội Muội đến đến bàn với cô về. Điện thoại một cuộc rồi lại một cuộc, mục đích đều giống nhau. Hủy bỏ xuất diễn vào lễ khai trương ba ngày sau, hơn nữa còn đưa ra đủ các lý do hoa hòe lè loẹt cái gì cũng có. Không chỉ riêng những nghệ sĩ đã định sẵn tiết mục gọi đến hủy bỏ, đến cả những người dự bị không được chọn cũng gọi đến nói không đi được, không cần suy xét bọn họ. Một tiếng sau, Trình Đan Đình nhìn lịch trình biểu diễn, tất cả các tiết mục đều đã bị gạch bỏ. Nói cách khác, tất cả các nghệ sĩ trong kế hoạch đều không đến được. Trình Đan Đình tức giận đến mức xé luôn cả lịch trình xuống, cô ấy lăn lộn trong ngành này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện tức giận như thế. Một người hai người đột ngột thay đổi còn được, sao có thể tất cả đều đổi? Chuyện này rõ ràng là có người đang chống đối chúng ta. Cố ý gây áp lực với nghệ sĩ khiến cho bọn họ không dám tới tham gia lễ khai trương của chúng ta. Có thể có sức mạnh lớn như vậy, ngoại trừ giải trí phách không ra, không có. Nhà thứ hai Giang Sách gật đầu, đồng ý cách nói của Trình Đan Đình, đúng vậy, ngoại trừ giải trí phách không ra thì không còn người thứ hai có thể làm được chuyện này. Trình Đan Đình nghiến răng nghiến lợi nói, thật là đáng giận, gây ra trò cười này, đúng là quang minh chính đại. Giang Sách cười nói còn nhớ ước nguyện ban đầu khi tôi sáng lập giải trí ước mạch không? Không phải vì kiếm tiền, cũng không phải vì nghệ thuật, mà gần như là vì trả thù, vì để thống trị thị trường giải trí. Sự thật chứng minh, nếu chúng ta không làm như vậy, bọn họ sẽ đuổi chúng ta ra. Trình Đan Đình thở dài, không còn cách nào, bây giờ tôi chỉ có thể tìm một vài ngôi sao nước ngoài đến trình diễn. Không được. Vì sao chứ? DX. Giang sách nói, lễ khai trương trong nước, cô lại tìm người nước ngoài đến, đến lúc đó giải trí phách khống lại trùm lên đầu chúng ta cái mũ, xính ngoại, khi đó chết cũng chẳng biết mình chết thế nào. Trình đan đình nóng này, vậy thì cũng không thể làm cho chúng ta không có nghệ sĩ trong nước đến trình diễn chứ. Đúng là keo kiệt quá. Đây chính là vấn đề. Giang sách thầm nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Anh dò hỏi, đan đình, cô có biết người nào tên là La Thịnh không? Ừ, biết đó, có chuyện gì sao? ông ta nổi tiếng không à trình đan đình tự hỏi một lúc nói nói nổi danh cũng nổi danh nói không có danh tiếng thì đúng là không có danh tiếng là thế nào trình đan đình giải thích nói đơn giản mà nói ông ta là kim bài chế tác âm nhạc là người sản xuất đứng phía sau những người bình thường rất ít biết về ông ta vốn ông ta không có bất kỳ sức kêu gọi nào nhưng mà như tôi đã nói ông ta chính là kim bài chế tác âm nhạc Số nghệ sĩ qua tay đóng gói chế tạo của ông ta nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu vài người nổi tiếng tại to mặt lớn. Trước mắt thì người nổi tiếng có giá trị thương mại nhất trên thị trường, có sức quảng cáo lớn nhất chính là đám Thiên Vương Thiên Hậu, tất cả đều do một tay ông ta chế tạo ra, bọn họ coi ông ta như là cha. Chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, muốn những Thiên Vương Thiên Hậu đó làm gì họ cũng đều đồng ý. Cho nên, La Thịnh là một người không được nhiều người biết đến. Nhưng mà danh tiếng trong giới âm nhạc lại ở cấp bậc cha chú. Giang Sách gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời này.